cái con ra mà đó luôn á. Chắc chắn là hôi rồi, kéo đẹp không, chắc đã ghê á, quá đỉnh. Mai nó xem lại nó mai đợi nó đang hai con nào nó đang là khách nhà em rồi. Hello mọi người nha, trời ơi em nói bữa nay hàng là siêu hot luôn á mấy bà ơi, mang mẫu mới cho mấy chị, em vừa cắt bao luôn á. Khóa có, set có, mấy chị thể thao có, áo kiểu thì vivo luôn. Hôm nay áo kiểu đồ nhiều lắm nha mọi người ơi. Áo khoác thì 2-3 mẫu mấy chị, xuất sắc. Rồi, mấy tình yêu và xe like cho em Nhi nha. Hôm nay hàng cực siêu phẩm luôn nha mấy bà ơi, thật sự luôn á. Từ nè, set bộ thể thao mấy chị, set set kiểu này, áo khoác này mấy chị, áo kiểu này. Đó, nỉ em cũng có luôn, và quần rinh mới về nữa mọi người nhá. Rồi mấy tình yêu vào xe thôi, nhanh tay dùm em Nhi mấy chị ơi. Xuất sắc siêu hết hết hôm nay thật sự. Hôm nay không đẹp là không thấy tiền luôn á mọi người. Không đẹp là không thấy tiền nha mấy chị ơi. Rồi mấy tình yêu vào xe like cho em Nhi với nha. Rồi mấy tình yêu vào xe like nhanh tay giùm em luôn nha mọi người ơi. Hàng đỉnh chốt hôm nay luôn ấy. Trời ơi, cái áo hôm nay về đẹp quá mọi người ơi, thun bô zip loại 1 luôn nè. Hàng đúng đẹp luôn nha mấy tình yêu ơi, đẹp quá, sắc luôn. Rồi mà áo đang mang nha mấy chị ha, là áo thái giùm em, bô zip thái nha mấy chị nha. Túi là túi bịch, túi chiếc cho mấy chị luôn nè, đã chưa? Đó. Trời ơi, 65.000 một áo nha mấy chị nha, tuyệt vời luôn á bà con ơi. Rồi là màu đen này, đủ màu nè, áo đang mang nha. Đẹp đẹp quá mấy chị. Áo đang mang xuất sắc luôn nha mấy bà nha. Rồi ơi màu đỏ này, cầm cái màu đỏ lên là thấy Tết tư tới nơi rồi đó mấy chị. Xuất sắc cái mã này luôn. Đẹp chưa, trời ơi áo em Nhi đang mang nha. Mấy chị coi cái độ co giãn của nó nha, cực kỳ là thoải mái luôn mà chắc đẹp lắm mấy chị. Trời ơi nó mê luôn á. Nè, đó em lên mấy chị luôn là đỏ 65 nha. Đỏ 65.000 nè. Màu đen 65 nè. Màu hồng 65 mà trời ơi là trời, nó mê. Nó mê điêu đứng luôn mấy chị ơi. Rồi vàng đang mang nha, đóng thùng cũng đẹp, thả thùng cũng đẹp. Form em Nhi đang mang là form bình thường nha mọi người. Mấy chị mang đi làm, mấy chị mang đi chơi hoặc là đóng thùng gì cũng đẹp hết. Trời ơi cái em màu trắng nè, 100% là chắc bán shop cho mấy chị luôn. Bôi ship loại 1 nha mấy chị nhá. Chắc này là không nhăn này, không xù này, không xệ này. Đó em cam kết cái này cho mấy chị luôn nha. Áo này không đẹp và không mất tiền luôn nha mấy bà ơi. Rồi rồi đẹp quá mấy chị ơi, 65.000 một áo cho em luôn mấy chị. Mã đang mang 65.000 nha mọi người, nhanh tay đi, thật sự rất chi là ít luôn. Đơn Nguyễn Thảo nha, em thấy đâu luôn á. Chị Nguyễn Thảo vào đặt lại đi chị. Vàng 65 này cho chị Lê Trần này, trời ơi đẹp quá. Đỏ 65 luôn em chốt cho chị Văn Vũ nè. Ra bóp chị riêng nữa đi. Đỏ 65 cho Văn Vũ, trời ơi đẹp quá chị ơi. Áo đang mang 65.000 nha mấy chị. Và chân váy đang mang là 75.000 SML 3 size. Mê luôn. Áo này em nói với thiệt chứ mấy chị luôn là báo hàng bán shop em Nhi bán 65.000 thôi. Thật sự mà nói luôn, không đẹp không mấy tiền luôn á mấy chị. 65.000 một áo mấy chị chốt liền đi chứ nó hết á. Rồi màu đỏ này, màu vàng này với lại màu trắng này, em chú với chị Năm Huỳnh này lên số điện thoại liền cho em đi chị. 65.000 một áo. Mê luôn. Mà form này gọi là form bình thường nha mấy tình yêu. Form bình thường đóng thùng như em Nhi cũng ok. Mà mấy chị thả thùng ra nó cũng ok nữa, nên là cái này ai mang cũng được ha, rất là dễ chịu luôn. Nhưng mà chắc là em nói thiệt chứ mấy chị luôn á, là chắc không nhăn này, không xù này, không xệ nha mọi người nha. Đơn hồi tối đang gọi chị. Trời ơi cái màu hồng này xinh quá luôn.
trắng thì mình mang với cái gì nó cũng gọi là dễ phối đồ nha. Rồi màu trắng này mấy chị nè, màu xanh đây là màu lạ. Alex xanh chốt xanh cho em Nhi ha. Rồi tiếp cho em luôn là mã đen, xuất sắc. Áo đông em nói chị là một câu rất chi là đẹp luôn. 55kg mang vừa luôn chị ơi, cái này có độ co giãn giùm em Nhi nha. Đẹp lắm, đẹp xuất sắc. Rồi vàng luôn Phước Lộc. 65 xanh vàng ok chị nè. Một xanh một vàng luôn cho Phương Hoàng. Trời ơi mấy chị mê luôn á. Hết vàng. Rồi qua màu khác đi mấy chị ơi, hết vàng. Em Nhi hết vàng rồi nha. Hết vàng rồi mấy chị ơi, màu hồng, màu trắng, màu đen và màu xanh. Hồng, trắng, đen, xanh giùm em đi mấy chị, 65 ngàn hết vàng. Qua màu khác đi mấy chị, hết vàng rồi. Rồi có một đen cho chị Nguyễn Yến nha chị ơi. Có một đen cho chị Nguyễn Yến nè, em hết vàng rồi. Một đen cho chị Nguyễn Yến nè, đỏ hết luôn. Đỏ, Nguyễn Yến lên số đi chị. Đỏ hết luôn, trở qua cái màu hồng cho mấy chị nha nè. Trời ơi, chắc mê luôn mấy chị ơi, thật sự. Rồi, một xanh luôn cho Nhi Nam lên số đi chị ơi, hết xanh. Rồi Ali Hồng, chút hồng giùm em, trắng hồng Khánh Ngọc, quá đẹp. Xuất sắc mẫu này, trắng hồng Khánh Ngọc, cái này áo bắn sốt nha. Hết màu nào mấy chị lên màu khác liền cho em, Khánh Ngọc lên số liền đi chị. Trời ơi, có màu trắng nè. Trắng huyền thoại chưa mấy tình yêu ơi. Trắng rất chi là huyền thoại luôn, mình mang cái gì gọi là nó dễ phối đồ. Rồi ai lấy màu đen thì chốt cho khuyết điểm cho em ha. Màu đen này mặc siêu gọn người rồi đúng không? Rồi đen cho em luôn 65. Trắng 65 mấy chị và màu hồng đang mang 65 cho em, còn đúng 3 màu. Rồi đen cho chị Lệ Quân, trời ơi áo này bắn số mấy chị ơi nè. Túi chiếc đồ em nói mấy chị đúng xịn luôn. Hồng luôn su lê su su. Rồi còn mấy cái nữa hết hàng luôn nha mọi người nha. Ai lấy nhanh tay chốt liền cho em Nhi mã này. Đẹp thật sự mấy chị. Vào xe like cho em Nhi đi mọi người ơi. Hôm nay hàng mới nha, cái này hàng mới khôi bao không á. Lê su su lên số đi chị. Rồi hồng luôn cho Trạc Bách Tuyền Trần. Rồi hồng trắng đen cho em Nhi. Trời ơi mấy chị ơi, cái chắc phải mấy chị cũng mê không á. Mê thật sự mê luôn. Thật sự là mê luôn. Quốc 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 hồng 65 ok chị luôn. Trắng 65 luôn cho Thí Bùi Văn lên số luôn đi chị. Đẹp quá. Tiền tàng lên số. Rồi một trắng thêm cho Nguyễn Yến. Rồi em còn một hồng một đen hết luôn. Rất chi là mê cái mẫu này luôn. Thật sự mà nói là một câu là quá mê luôn mấy chị nha. Rồi em còn hồng đen 65 ngàn hết luôn. Quốc quốc lên số đi chị. Hết rõ rồi Tiết Mai ơi. Mấy tình yêu và xa lai cho em Nhi đi ạ. Đợt này về là em nói gì là bán hàng Noel luôn rồi đó. Đó mẫu mới về liên tục nha mấy chị ha. Rồi em rồi một hồng một đen luôn cho chị Võ Thị Phê là hết luôn nè. Rồi một hồng một đen cho chị Võ Thị Phê nè. Rồi hết luôn em Nhi qua mẫu nha. Trời ơi điêu đứng cái mẫu đó luôn mấy chị ơi. Rồi em Nhi hết mẫu đó em Nhi qua mẫu khác nè. Quất cái màu đỏ lên cho mấy chị phê chứ em luôn. Trời ơi áo tôm mì. Áo tôm mì giùm em luôn mấy chị. Áo này có thiệt với mấy chị luôn. Mang đi làm đi chơi vậy nó cũng sung sướng cái cuộc đời hết nha. Đẹp quá. Rồi mẫu này em chưa ăn cho mấy chị luôn. Mấy chị xa like cho em Nhi đi. Hứa luôn là bán giá cực rẻ. Rồi. Rồi lên mã này cho em Nhi luôn nha. Chốt giùm em luôn là mã đỏ 45 nha. Chị Võ Thị Phê lên số luôn đi chị. Đó đóng thùng thả thùng gì nó cũng đẹp hết nha mọi người. Trời áo này xinh quá. Rồi chốt giùm em luôn đỏ 45 với 57kg mấy chị. Màu đen 45. Màu xanh trời ơi xanh này yêu quá. Màu xanh 45. Vàng 45. Và màu trắng cho em Nhi luôn 45 nha mấy chị ha. Trời ơi phôi em Nhi đang mang hơi bị yêu. Rẻ, đẹp, xịn, mịn, bền. Hóa đẹp luôn 45 ngàn tri ân mà này. Trời ơi tôm mì phối rèn mấy chị thấy không. Đó phối rất là xinh nha. Rồi mã trắng 45 cho em Nhi. Trời ơi bữa nay thì áo nhiều đẹp quá mấy chị. Rồi tiếp dùm em luôn là vàng 45. Võ Thị Phê lên số đi chị. Vàng 45 trời ơi áo này đẹp giả mang luôn mấy chị nhìn nè. Đó đẹp chưa. Rồi áo này xinh quá luôn mấy chị nhìn tôm mì này đẹp quá. Rồi xanh 45 cho em luôn với 57kg. Màu đen huyền thoại. Chốt liền nha. Chốt liền mã này đi chứ không là hết không đủ chia đâu mấy chị ơi. Xanh 45 Tiết Mai. Trắng 45 đi chị Tu đi Nguyễn Quang. Đỏ 45 luôn cho Lê Trần. Áo này đẹp quá. Mã 65 em Nhi hết rồi. Bây giờ đang qua mã 45 này chị. Rồi ra bóng Nhi một ri nữa đi. Rồi, một đỏ một vàng 45 luôn cho chị Trần Trâm. Đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, xuất sắc luôn màu đen nha. Màu trắng nha. Em nói thiệt với mấy chị màu nào cũng đẹp. Trời ơi, bảng màu gì đâu mà mê luôn á. 45 ngàn. 45 lên số đi chị. Không đẹp là không lấy tiền luôn á chị, thật sự luôn. Mã này không đẹp là không lấy tiền luôn nha. 45 ngàn một áo thôi mà phô bình thường nữa đó mấy chị. Phô này mang đi làm đi chơi là mê luôn.
Đấy, dục cái gì rồi ta? Vàng rồi đúng không? Rồi một đỏ luôn cho Trần Trâm lên số liền cho tình yêu. Đỏ 45 cho chị Lê Trần chưa? Lê Trần thì ghi đỏ 45 cho Trần. Có rồi đúng không? Rồi. Rồi trắng 45 luôn cho Hình Ánh Phượng lên số đi tình yêu ơi. Đen 45 luôn cho chị Hoàng Châu lên số đi chị đẹp. Vàng 45 cho chị Thi Giang lên số giùm em luôn. Trời đẹp quá, đẹp quá. Rồi vàng trắng cho chị Huỳnh Anh. Vàng trắng Huỳnh Anh, ờ ơi gần hết rồi mấy chị nhanh tay đi chứ hết hàng nha. Rồi chị nào lấy thì chốt cho mấy chị, đặc biệt bên em bán cái này không đổi, không xả nha mấy chị, chắc chắn một lần cho em nha. Vàng 45 luôn cho chị Bích Tuyền Trần. Đó, đỏ đang mang 45. Màu đen 45, màu xanh 45, đẹp quá mọi người ơi, màu xanh nè. Trời ơi, màu xanh nè, em nói thiệt với chị, ai mà da trắng cũng có màu xanh này lên hơi bị trắng nha luôn. Rồi, xanh nè, vàng nè. Đó. Phone năm nay là phone bình thường nha chị nha. Mang rất chi là thoải mái luôn, màu đen nè. Rồi màu trắng cho em Nhi nè, 45 ngàn một áo đang mang. Phone bình thường mấy chị, đóng thùng cũng được, thả thùng cũng được ha. Rất chi là thoải mái chi cho mấy chị mang luôn. Mấy chị đi làm đi chơi gì nó cũng xinh, nó cũng đẹp lắm. Mà vải này cực kỳ mát. Vải này cực kỳ mát luôn nha mọi người. Vàng nè, đen nè, xanh nè, trắng nè và đỏ đang mang 45 ngàn một áo ha. Chị nào lấy chút liền cho em Nhi nha. Rồi mấy tình yêu vào xe like cho em đi mấy chị. Mỗi chị cho em Nhi một nút xe like đi mọi người ơi, cho đông vui tí mấy chị nha. Hôm nay toàn hàng mới. Đó, mấy chị vào xe like nhanh tay giùm em với nha. Cho nó đông vui mấy chị là mình có động lực mình like hàng mới rồi tùm lum tùm la lên mới bung hàng được nha. Còn Ánh Phượng với lại Thi Giang lên số đi chị. Và tiếp tục cho em Nhi luôn một cái sản phẩm áo khoác. Nói chung là áo khoác bên em Nhi gọi là đỉnh luôn á mấy chị, không có đủ hàng bán luôn. Riêng mã áo khoác này là không có đủ hàng bán luôn nè. Trời ơi đẹp chưa. Rồi lên mã khoác tiếp tục cho em luôn mấy chị ơi. Lên liền cái mã khoác này cho em luôn, siêu đẳng nha. Mã khoác này là siêu đẳng luôn mấy chị. Giá thì giá một giá thôi 69 nha. Rồi chân vét mang SML75. Chân vét đang mang là SML75 nha mấy chị ha. Rồi lên luôn áo khoác đang mang nu 69.000 dưới 60kg nha. Nu 69.000 dưới 60kg mấy chị. Ai lấy nu chốt nu 69. Đẹp. Áo khoác này đúng đẹp luôn. Rồi cái này chốt cho em luôn là mã xám nè. Xám cho em luôn 69.000 dưới 55kg nha mấy chị ha. Chốt mã xám 69 cho em. Trời ơi đẹp quá luôn mấy chị ơi. Màu xám 69. Áo khoác này là từ mê tới mê thôi thôi rồi luôn á. Vải đúng dày đẹp cho mọi người luôn. Rồi hồng 69. Hồng cho em luôn 69.000 nha mấy chị dưới 60kg ha. Rồi chốt nu 69 nè. Hồng 69 nè. Xám 69 nè. Đó chốt màu đi mấy chị. Đừng cùng bên không là không chốt được đâu. Không chốt được đâu mọi người. Nâu 69 cho Nguyễn Thảo nè. Đang mang. Áo này đẹp lắm, không đủ chia đâu mấy chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã xanh 69 nè. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em nha mấy chị ha. Trời ơi rất chi là dễ mang. Khoác này mùa này bán là y bài luôn á chị. Bán rất chi là nhiều áo khoác luôn á. Rồi xanh cho em luôn 69.000. Xanh cho em luôn 69. Màu xanh này danh da đẹp lắm. Cái này xanh là lạ đó chị. Rồi xanh cho em luôn 69 nè. Xanh cho em luôn 69 nha mấy chị nha. Rồi một cái màu đen mấy chị. Ai lấy đen thì chút đen giùm em ha. Rồi đen cho em luôn 69. Đen cho em luôn 69 với 57kg nha. Đen 69 với 57kg. Chút đen 69 này. Màu nào cũng đẹp luôn. Đen 69 nha mấy chị ha. Rồi màu rêu cho em luôn 69 này. Ai lấy rêu chút rêu giùm em ha. Chốt đơn hai sản phẩm bất kỳ cho bên em đi đơn nha mọi người nhá. Chốt hai sản phẩm bất kỳ cho bên em đi đơn. Rồi ai lấy màu rêu chốt giùm em luôn là rêu 69. Đẹp quá trời. Đen 69 Ngọc Mai lên số đi chị. Rồi rêu cho em luôn 69. Ai lấy rêu chốt rêu nè. Rêu 69 ha. Cái mã này chốt cho em luôn là màu gì ta. Cái này chốt giùm em màu khoác nu khoác xám nha. Rồi một cái 869 cho chị Phương Hoàng nha. Ra ngoài kia coi còn. Rồi đỏ 45 đang mang luôn cho chị Lệ Quân ha. Rồi em còn một cái 8 này cho chị Gia Huy Đoàn này lên số giùm em đi chị ơi. Rồi
một cái nu cái xanh gì đây chị Lan Kiều ơi, chốt gì đây chị ơi. Rồi này chốt giùm em luôn mã ruốc nè. Khoác 18 xanh đẹp 69. Ra ngoài kia coi còn ri nào không em? Chiếc đường chốt nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã ruốc 69 nha. Ai ruốc chút ruốc giùm em luôn 69 nha chị, mã ruốc 69 cho em. Thế chị đợi xíu em coi còn không nha, em chốt thêm nha. Như còn cục mà đó. Gia Huy đòn lên số đi chị. Huy Gia lên số đi chị ơi. Lan Kiều chốt gì không không hiểu nha, chưa chốt được nha. Đang còn cái nè, ốc tiêu Osaka ghé nè. Màu xám với màu xanh đẹp đang mang đúng không? Nè, một cái màu xám này với là một cái xanh đang mang cho chị Ngô Hiền nè. Đen 69 em hết đen rồi. Rêu cho chị Ngọc Hân nè, ok chị nha. Rồi rêu này cho chị Ngọc Hân nè. Ngọc Hân rêu nè. Có đồ Gucci hay Latin có em ruốc hả? Rồi rút luôn cho chị Trịnh Yến nè. Rút Trịnh Yến nè, thêm một cái nu hả chị? Nu hết nu rồi. Em thấy nu là chị Phương Hoàng đâu có nu đâu. Chị Lan Kiều ơi, không có nu đâu chị. Bây giờ một xanh ông em chút một xanh cho chị trước nha. Em chút một xanh cho chị trước. Rồi rồi cái nu thì đợi xíu đi rồi chị. Cái đỏ này chút cho chị Liệu Quân luôn 45 nè. Thi Giang có số nè. Xám chị Ngô Hiền nè, em chốt chị hai cái rồi. Cho xem cái màu hồng mà hồng nè. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em luôn 69.000 với 57 kg nha. Hồng 69 với 57 kg, ai lấy hồng chốt hồng với chị. Rồi màu này chốt giùm em luôn là màu ruốc nè. Ai lấy ruốc thì chốt ruốc giùm em luôn 69 ha. Đây em còn màu nè, em lên nè, ai lấy xem thì thêm nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn, thêm một cái ruốc có màu Ngô Hiền nãy ha, cái gì thêm cái ruốc nè, hết ruốc luôn. Rồi cái này chốt giùm em luôn là vàng 69 nè. Ai lấy vàng chút vàng 69 nha mấy chị ha. Vàng 69. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã xanh đẹp nè. Xanh đẹp 69 nha. Ai lấy xanh đẹp chốt giùm em luôn là xanh đẹp 69 nè. Chốt liền mấy chị còn mấy cái nữa. Rồi mã xám chuột nè. Rồi xám chuột cho em luôn 69.000 nè. Chốt giùm em luôn là mã xám chuột nè. Xám chuột 69.000 với 57 kg nha. Vàng luôn cho chị Thúy Bùi Văn nè. Đặt hàng lên số điện thoại nha mọi người ơi. Rồi qua cho em luôn là đậu 69 với 57 kg nè. Đậu 69.000 với 57 kg ha. Chốt mã đậu 69 cho em. Trời ơi là trời. Màu nào cũng đẹp luôn nha mấy chị đẹp ơi. Khoác màu nào em thấy nó cũng đẹp hết trơn đây nè. Rồi lên cho em luôn là bò 69 nè. Bò cho em luôn 69 nha mấy chị ha. Bò 69. Ai lấy bò chút bò giùm em luôn 69 mấy chị với 57 kg nè. Vàng cho Thúy Bùi Văn đồ đó chị. Hết nu lấy vàng, hết vàng luôn chị ơi. Hết vàng luôn rồi chị ơi. Rồi màu xanh đẹp hả? Rồi một màu xanh đẹp chứ là màu xám chuột nè. Cho chị Văn Lucy gì đó. Em hết vàng rồi em còn màu bò được không? Ai lấy bò chút bò giùm em đi. Bò đi mấy chị. Ai lấy bò chút bò. Xám chuột cho Ly Mít nè. Xám chuột cho Ly Mít lên số đây tình yêu. Xám chuột cho Ly Mít. Rồi cái màu này chốt tụi em luôn là màu rêu 69 với 57 kg nè, rêu đẹp chưa? Rêu 69 với 57 kg, ai lấy rêu chút rêu nha. Rêu đi mọi người ơi. Rêu rêu cho em. Còn mấy cái nó hết luôn nè nè mấy chị nè. Ốc phát gì mà 69.000 rẻ quá. Rồi Thảo My 69 này. Xám chuột một cái luôn cho Vinh Nguyên nè. Xanh đẹp em hết rồi nha chị, em còn màu rêu nè, màu hồng nè, với lại màu bò nè. Rồi ai lấy rêu chút rêu giùm em nha, màu rêu nè, màu hồng nè. Rồi vào màu bò cho em luôn nha mấy chị ha, còn ba áo em như hết luôn. 69.000 nha mọi người ơi, Vinh Nguyễn đó. Cái đậu đó là của Thảo My. Rồi ai lấy màu rêu đang mang thì mấy chị chốt đi. Trời ơi xuất sắc luôn, 69.000 một áo. Màu bò nè. Đấy, và màu hồng cho em nha. Rồi chế nào là em khoác nó chút thêm giùm em luôn mấy chị. Vừa rẻ vừa đẹp. Cổ là bên em là may cổ cao cho mấy chị luôn.
hay không? Đó, may cổ cao rút dây vô cho em, thấy ok chưa? Quá là ok luôn. Rồi thêm một cái reo luôn cho chị limit, ok chị nhá. Màu reo này quá đẹp luôn mọi người nè. Trang Huy Đoàn với lại Nguyễn Ngọc Mai lên số đi chị. Đặt hàng lên số giùm em đi, mấy chị mới chốt đơn được á. Rồi chút giùm em luôn là mã hồng 69. À lấy hồng 69 chút giùm em luôn, hồng 69 nha mọi người ơi. Hết reo luôn. Em nghi hết reo rồi chị Yến Anh ơi. Rồi lên cho em luôn hồng 69 cho chị sóc nâu nè. Trời ơi, sao tôi mặc vô là có người đặt à, sao mà khổ quá. Hết màu vàng rồi chị Ngọc Ti, Trần Thị ơi, bây giờ em còn một cái màu bò chị chốt không? Bây giờ em còn một cái màu bò nè. À lấy bò thì chút bò cho em nha. Rồi bò cho em đi ạ. Bò em như còn cái nha, 69 ngàn hết luôn. À lấy bò chút bò là hết luôn nha. Rồi chị Yến Anh luôn một bò luôn em như hết. Yến Anh có một cái bò thôi nha chị, lên số đi chị Yến Anh thôi. Rồi áo đang mang nha mấy chị ơi, áo đang mang là xin giả mang luôn, chốt giùm em luôn mã trắng 45. Trắng 45 nha mấy chị ha. Rồi màu đen 45 nè. Màu vàng 45 mấy chị và màu xanh 45 cho em Nhi luôn. Trời ơi cái này quá đã. Mẫu này đúng đã luôn mọi người ơi, chất cực mát nha, hàng tôm mì nha. Nè. Rồi đây áo đang mang chút liền cho em luôn mấy chị ha. Đó, đóng thùng mỏng mơ gì cũng đẹp hết trơn nha mấy bạn. Áo đang mang trắng đen xanh vàng. Gia Huy Đoàn lấy số đi chị. Áo đang mang trắng đen xanh vàng 45 ngàn một áo mấy chị, chốt liền cho em. Màu đen, màu trắng và màu vàng. Và mẫu đang mang là màu xanh cho em Nhi nha, 45 ngàn. Rồi hết luôn rồi chị ơi, áo khoác em Nhi hết hàng. Rồi em Nhi qua siêu phẩm mới nha. Qua siêu phẩm mới cho mấy chị luôn cái ri này không lầm là chỉ có một ri thôi. Cho chị cái kéo đi. Một ri duy nhất mã này thôi mấy chị, chốt liền nha. Áo đang mang em nói thiệt với mấy chị luôn là rất chê là thịnh bây giờ luôn, mọi người mang rất là nhiều. Em Nhi bán có 45 ngàn một áo thôi đó. Rồi Alexander đang mang thì chốt nha mấy chị. Vàng 45 nè, vải này mang sướng lắm. Vàng 45 mấy chị, màu đen. Đó nam nữ đều mang được nha, dưới 57kg. Rồi màu đen cho em luôn, rồi màu trắng này. Chị nào lấy áo đang mang thì mấy chị chốt cho em Nhi nha. 45 ngàn một áo mọi người, 45 ngàn. Quá đẹp luôn, cho xem nữa. Đợi xíu đi bà ơi, ai đó đang mang nữa thì mấy chị chốt nha. Em đem một siêu phẩm mới. Gia Huy Đoàn lấy số đi chị. Áo này em Nhi có một ri duy nhất thôi. Trời ơi, lay bầu, mấy chị tin không? Quá xuất sắc. Mẫu này có một ri duy nhất thôi nha mấy bà. Có khi cởi cởi mà nó tuột ra không ta? Tuột nó lòi vú ra, lòi cái họng ra luôn. Rồi cái này em có một ri duy nhất, mấy chị nhanh tay lên nè. Trời ơi, 50 ngàn mã hot girl này cho bà Nhi luôn. Đẹp chưa mấy chị ơi, lây bầu đẹp quá à. Rồi lên cho em luôn là chuột 50. Chuột 50 ngàn với 55kg nha mọi người. Chuột 50. Đỏ 50 nè. Màu đen mấy chị. Màu bò này, màu trắng nè. Màu reo mấy chị ha, màu reo nha. Và màu xám cho em luôn, đẹp quá. Áo ống thì đủ màu, đợi như xíu. Rồi áo đang mang mấy chị ơi, tay dài mà lây bầu mấy chị thấy nó đẹp, giả mang chưa. Cái này không lầm là một ri duy nhất thôi. Rồi chuột cho chị Phương đổ 50. Cái này sao có ri rồi mấy chị, chán chưa. Trời ơi cái màu đỏ này trời ơi xỉu luôn á. Xỉu luôn mấy chị. Rồi còn cái xám mấy chị Lan Kiều lên số nè. Trời ơi cái đỏ này xỉu xỉu. Rồi đen luôn cho chị Hơi Nánh Phượng nè. Chuột hết chuột rồi. Hết chuột rồi chị ơi, qua một phát đi. Ai lấy đỏ chút đỏ nè. Trời ơi màu reo nè. Chuột đỏ đen bò chị, hết chuột rồi nha. Bây giờ là màu đỏ nè, màu đen nè, màu bò nè. Cho chị Trâm Ngô nè, hết bò rồi. Một đỏ luôn cho chị Lệ Quân nè. Rồi ai lấy màu rêu chút giùm em luôn, màu rêu ha. Rồi rêu, cái này rêu hơi xám xám. Rồi cái này chút giùm em luôn màu trắng. Trời ơi là trời, không có tin luôn á. Đặt hàng lấy số điện thoại giùm em luôn mọi người ơi. Màu trắng nè, màu rêu nè. Rồi còn hai cái chế nào lấy chốt giùm em luôn nha, đẹp giả mang. Cái màu reo này là hơi xám xám một tí mấy chị. Cái màu reo này hơi xám xám một tí nha. Và màu trắng là màu trắng huyền thoại cho em Nhi luôn. 50, chốt trắng 50 và reo 50 cho em nhé. Trắng 50, reo 50 mấy chị. Rồi trắng 50, đen 50. Trắng 50 thêm một cái reo chị Trâm Ngô. Ôi trời ơi. Rồi ai lấy màu trắng chút cho em luôn, màu trắng còn cái 50. Đẹp quá. Rồi lên cái màu trắng đi mấy chị ơi, màu trắng
ai lấy trắng chút trắng cho em mấy chị nhìn chắc nè. Không bê là không lấy tiền luôn nha mấy chị nha, thật sự luôn là quá đẹp. Rồi chị Suzy nè, Van Suzy cái trắng nè, rồi em còn một cái trắng hết luôn. Ai lấy trắng chút trắng 50. Bên em chúc đơn từ hai cái nha mấy chị, không dồn nha. Like xong đây nào là bên em có người chúc đơn luôn chứ không dồn nha mọi người nha. Rồi còn một cái trắng cuối cùng, màu trắng rất dễ phối đồ. Mấy chị mang cái quần gì mấy chị cũng phối cũng được hết. Rồi em còn một trắng 50. Em còn một trắng 50. Dạ. Ai lấy trắng 50, chút trắng 50 giùm em luôn. Tiếp tục một mã áo. Chị có là chị Giang Hy Đoàn lên số đi chị. Dục dục cho chị mấy cái ai. Dục chị mấy cột kia qua đây. Rồi ai lấy trắng chút trắng giùm em, còn một cái trắng duy nhất. Ai lấy trắng chút trắng giùm em nha mấy chị ha, còn một trắng duy nhất thôi mấy chị, một cái trắng duy nhất. Trắng 50 cho Nguyễn Tiên rồi hết luôn. Tiếp qua một mẫu áo nữa nè mấy chị. Trời ơi hôm nay áo mới về mấy chị chỉ có mê với em thôi. Ôi dễ thương quá. Rồi lên tiếp một siêu phẩm này cho em luôn mấy chị ơi. Xuất sắc nha, của team mà bèo bèo này nó đẹp dã man luôn. Nhìn xinh lắm mấy chị ơi, mẫu hot luôn á. Rồi lên cho em luôn là bò 50. Trời ơi dễ thương quá à. Rồi lên cho em luôn là bò 50 nhanh tay luôn mấy chị. Áo này siêu hot nha. Chốt liền nhau mà không có hàng đâu. Bò 50 trắng 50. Rồi màu đen cho em luôn 50. Trời ơi xinh quá ha. Cái này mang chân váy quần đùi gì cũng đẹp luôn mọi người ơi. Nhìn nó rất chi là lạ mà nó rất chi là đẹp luôn. 50 ngàn một áo thôi. Rồi chốt cho em luôn là mã bò 50. Trời ơi cưng quá à. Rồi mấy chị nhìn cái chất nè. Không tin là 50 ngàn luôn á. Lan Kỳ Gia Huy Đào lên số đi chị ơi. Rồi bò 50 cho Lê Trần nè. Bò trắng đen 50 nha mọi người. Trời ơi mẫu này xinh quá. Nhìn nó lạ lạ rất là đẹp luôn. Chân váy quần đùi gì cũng đẹp, bóng may không có nha chị. Rồi đen cho em luôn 50 nè. Màu trắng 50, trời ơi cái màu bò 50 xinh quá mấy chị ơi. Đúng đẹp cái mẫu này luôn á, chốt liền đi, rất chi là cưng ha. Vừa tim nè, mà vừa phía dưới này nè, mấy chị mang quần đùi, chân váy hoặc là mấy cái quần đế cao đế ơi gì cũng đẹp ha. Đen 50 cho chị Nguyễn Minh Kiều ghé nè. Trời ơi xuất sắc luôn á. Mẫu này không lấy tiếp. Bò 50 Ngọc Suri quen nè. Ra bóc chị Ri nữa đi. Rồi một bò đen 50 chị Hương Phạm nè, lên số hỏi chính xác em như chút đơn nha. Xỉu luôn á. Nè, nhìn cái cổ tim mà bèo bèo nè. Rồi, đẹp quá mọi người ơi, nhanh tay luôn. Màu bò màu trắng với màu đen 50 nha. Trời ơi nhìn đã quá. Nhìn form đúng dễ thương luôn á mọi người. Bò trắng đen 50 kèm số hỏi chút đơn. Mấy tình yêu vào xe like cho em Nhi nhá. Mấy tình yêu vào xe like nhanh tay giùm em. Hôm nay là hàng siêu đẹp luôn á. Nè, thêm một cái bò Thương Phạm nè. Bò luôn cho chị Kim Dung Trần này ghé nè. Một thêm một đen luôn cho Ngọc Suri quen nè. Đẹp quá trời luôn. Trắng 50 luôn cho Sóc Nâu nè. Bò đen luôn cho chị Nguyễn Tiên, ok chị nha. Một bò một đen cho Nguyễn Tiên nè. 50kg mang đẹp bò ơi. Ngọc Suri bò đen như chốt rồi đó chị. Rồi, một cái bò đang mang này luôn cho chị Lệ Quân 50 hết bò. Rồi hết bò rồi mấy chị, hết bò nha. Bò đen. Rồi em còn trắng đen 50. Ai chưa có số hộ kia hô lên giùm đi. Đây nè, hai cái gì chút mặt nè. Trời ơi mấy chị ơi, nhìn cái màu trắng nè, mê chưa. Lan Kiều Gia Huy Đoàn đặt hàng lấy số đi chị. Gia Huy Đoàn ghé. Trời ơi cái màu trắng này mấy chị ơi, nó quá đẹp luôn á. Rồi đây trắng chút trắng cho em Nhi nha. Màu đen là mặc lên, em nói thiệt với mấy chị là nó siêu gọn người rồi, đúng không? Rồi đen cho em luôn, trắng đen 50. Quá yêu luôn, cái màu trắng này không có tin luôn á. Rồi trắng lắm chị ha, phối với cái gì nó cũng dễ chịu nha. Mới nhận đơn thứ hai đẹp quá, cảm ơn chị Khôi Đăng nha. Trời ơi, hôm nay áo đồ đẹp lắm chị ơi. Trắng đen 50 kèm số hỏi chút đơn mấy chị, trời ơi xinh quá. Màu đen em nói mấy chị ngắt ngay luôn á. Trắng Tiểu Quỳnh, đen Ngọc Hân. Còn mấy cái là hết rồi mấy bà ơi, hết bò rồi nha Hồng Nhung ơi. Ngọc Hân lên số luôn chị. Hết bò rồi, em Nhi còn màu trắng với màu đen thôi. Em Nhi đang còn màu trắng với màu đen. Trời ơi, cái màu trắng mấy chị có mê không? Nhìn kiểu hơi bị lạ luôn nha. Cổ tim nha mấy chị ha. Và phía dưới như thế này, mặc chân váy quần đùi gì cũng đẹp hết trơn. Rồi trắng 50 đen 50 giùm em mọi người. Trắng 50 đen 50 cực kỳ đẹp. Áo này không lấy xỉu liền luôn á thiệt á. Trắng 50 Hồng Nhung. Chị Lan Kiều ở đó là gì? Lan Kiều à? Lan Kiều đặt hàng lên số giùm em đi chị. Thêm một cái trắng cho Suri. Chị Ngọc Hân lên số không chị? Mê quá mê luôn á.
Rồi lấy trắng 50, đen 50 thì chốt thêm nha. Trắng 50, đen 50 đưa chị Lan Kiều này đây. Đặt hàng chắc ngủ quên rồi sao không lấy số luôn á. Rồi cái áo xám này cho em luôn này, 50 nãy chị nào chưa chốt thì chốt này, chị nào đặt rồi không lấy số này. Rồi mã xám cho em luôn 50 mà chị còn cái nè. Ai lấy xám 50 chứ xám 50 giùm em nha. Người đặt thì không có, người thì đặt được rồi thì không lấy số. Rồi lấy trắng 50, trắng 50. Áo đang mang 50 ngàn chị, 40 cho đến 57 kg nha. Rồi ai lấy trắng chút trắng giùm em luôn 50 ha. Rồi này chút giùm em luôn là đen 50 nè. Áo đang mang em còn hai màu nha. Rồi trắng 50, đen 50 giùm em nha mọi người ơi. 40 cho đến 57 kg mấy chị mang ok nha. Hồng Nhung có một trắng em. 850 Lê Trần. Rồi trắng đen 50 đang mang chết hoặc lấy chút thêm. Trắng đen 50 đang mang nha mấy chị ha. Trắng đen đang mang 50. Rồi lên mấy chị luôn một mã siêu hot, gọi là cái này là không đủ bán, bữa nay về lại nè. Rồi bộ này không đủ bán, bữa nay về lại nha mấy chị nha. Mã xám bao nhiêu hết rồi. Rồi mặc hở rúng Phong Nhi đâu hở đâu chị. Cái này mặc quần đấy cao mà hở rúng gì. Xám mất xám mấy chị ơi. Rồi lên cái mã hot girl này cho em luôn, hôm bữa không đủ bán nè. Xanh cho em luôn 95 ngàn nha mấy chị. Xanh cho em luôn 95 ngàn. Trời ơi cái quần đợt này về đẹp chưa. Hai bên có túi giùm em luôn nha. Mã này là mấy chị biết rồi, siêu hot. Đang 50 chị Nguyễn Hoa còn cái nè. Xám 50 hết rồi, em còn mã trắng đang mang 50. Ai đấy trắng đang mang 50 thì hết nha. Rồi đẹp quá. Rồi đen cho em luôn mấy chị ơi, xanh 95 ngàn. Dưới 57 kg nha, cái này hàng xếp Quảng Châu. Xếp Quảng Châu giùm em luôn, xanh 95. Mã này để trước về không đủ chiêu mấy chị, mặc lên nó dễ thương lắm. Rồi xanh 95 mấy chị nha. Màu xanh này. Ờ, một xanh này, một hồng này, một trắng này, lại màu vàng nè. Mã này đẹp lắm, mang lên hơi bị dễ thương luôn. Màu bí thì mấy chị bôn chen được, mặc không thấy bụng thấy ơ gì hết đó mấy chị. Rồi ai lấy màu trắng chút giùm em luôn là trắng 95. Dễ thương quá ha. Nè. Đó, kiểu như thế này nha mấy chị ha, mặc lên dễ thương lắm. Rồi trắng này cho em luôn 95. Trắng 95 với 57 kg, áo kiểu nhiều lắm em. Mình like hết cái này mình qua tới cái kia em. Rồi trắng 95. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị một cái mã hồng. Rồi ai lấy hồng chút hồng giùm em luôn 95 ngàn nha. Dưới 57 kg nha mọi người ha, chút hồng 95. Trời ơi cái quần này, cái quần nó đúng xịn luôn á mấy bà ơi. Quần hai bên có túi giùm em nha, đẹp dã man. Rồi chút giùm em luôn là mã hồng 95. Bộ này mặc lên xinh lắm. Cái áo này mấy chị mặc lên hơi bị VIP Pro luôn. Che khuyết điểm hết, bầu bí nhỏ nhỏ xinh xinh mấy chị bôn trang được luôn. Rồi chốt giùm em luôn là mã hồng 95. Hồng 95 cho Vi Trương nè, đẹp lắm. Trời ơi xuất sắc á. Đợt này chị mới về thêm á, đợt trước chị em mi mặc vô một cái không đủ bán. Xanh 95 cho chị Ngọc mặc. Nó dễ thương lắm mấy chị, mà nó đang rất chi là thịnh hịnh luôn á. Rồi vàng cho em luôn 95 nè. Vàng cho em luôn 95, ai lấy vàng chút vàng. Áo em nhiều lắm mấy chị ơi, bữa nay về toàn áo thiệt á. Rồi trắng cho em luôn 95 chứ không phải trắng, à, vàng 95 chứ. Vàng 95 nha, lấy vàng chút vàng. Ba với đôi nó hơi bị yêu. Vàng 95. Màu vàng, màu hồng, màu xanh, màu trắng, ai lấy chốt nha. Vàng, hồng, xanh, trắng giùm em luôn. Xanh 95 Nguyễn Liên lấy số đi chị ơi. Vàng, hồng, xanh, trắng, cực đỉnh, mẫu hot hết cho bà Nhi. Rồi chế nào lấy áo trắng đang mang nữa chốt nha, mã trắng 50 nha. Hồng 95 luôn nha chị Nguyễn Thảo. Nguyễn Thảo này bỏ vô bịch đen cho chị nè. Đó, nó khỏi lộn. Rồi Nguyễn Liên lên số đi chị. Đẹp quá. Rồi ai lấy mã trắng đang mang thì mấy chị chốt giùm em luôn là trắng 50 nha. Dưới 55 kg nha mọi người. Trắng 50 dưới 55 kg. Chốt luôn, nhanh tay cho em luôn. Rồi tiếp tục cho mấy chị luôn một áo mà áo tiếp này. Vàng 95 luôn nha chị Kim Dung Trần này. Trời ơi cái set nó mê lắm mấy chị. Set này bán hơi bị đắt luôn ấy. Em mang, em nói thiệt với mấy chị, em mang vô cái áo cho mấy chị coi nha, nó đẹp lắm nha. Đẹp xuất sắc luôn nha. Không đẹp là không lấy tiền luôn nha mấy chị nha. Mặc vô ha, khuyết điểm khuyết ơ gì là nó cũng đẹp hết. Bụng gì là em nói thì em chấp luôn. Mặc lên mấy chị thấy nó dễ thương liền luôn á. Đó, một cái áo sơ mi thế này và một cái quần mấy chị thấy không, mặc lên là siêu yêu luôn.
đó, một áo đang mang và một cái quần với mấy chị ha, 95 ngàn, màu trắng, màu xanh, màu hồng và màu màu vàng. Bộ đang mang 95 ngàn nha, cực kỳ yêu. Một áo sơ mi với lại một cái quần hai bên có túi nha. Chốt cho em luôn là trắng 95, xanh 95, hồng 95 và vàng 95. Dễ thương lắm, cực kỳ dễ thương. Rồi đó, set đang mang thì chốt liền nha mấy tình yêu xinh đẹp của em. Coi lại áo khoác, họ khoác nãy hết rồi, để qua mã khác đi chứ đâu còn đâu. Rồi lên cho em luôn là mã ngố thái nè mọi người ơi. Lên mã ngố thái này dùm em được qua áo nữa nha. Áo bên em bữa nay có cả cả quá trời. Rồi cái này lên cho em luôn mã đùi mấy chị ơi, đùi thái chứ. Đùi thái cho em luôn mọi người ơi, mọi người 65 ngàn. Vàng cho em luôn 65 ngàn mấy chị dưới 60kg nha. Mấy chị nhìn cái form áo này đẹp dã man chưa. Vàng 65 ngàn dưới 60 ha. Hồng kìa, hồng 95 cho chị Mỹ Hương. Rồi mã vàng 65 cho em. Cái này là đùi thái nha mấy chị ha. Đùi thái vàng 9, à, vàng 65 ngàn, dưới 60kg nha mấy chị. Nguyễn Liên Mỹ Hương lên số đi chị. Rồi xanh cho em luôn 65 ngàn. Xanh cho em luôn 65 ngàn, dưới 60kg nha mấy chị ơi. Cái này là thun thái dùm em nha, mọi người lưu ý nha. 65 ngàn, cái mã này là điêu đứng luôn, rất chi là rẻ luôn mà đẹp ha. Vàng 65 luôn cho chị Đỗ Dũng này. Rồi lấy màu xanh này, xanh mạ này mặc lên siêu trắng da luôn mấy chị. Rồi xanh, xanh mạ, xanh mạ, một xanh luôn, Đỗ Dũng lên số đi chị ơi. Úi dồi ôi, cái bộ này là yêu quá trời yêu luôn nha. Rồi cái màu màu cam nè. À lấy cam, chút cam cho em đi mấy chị, 65 ngàn. Đẹp quá luôn. Đùi thun thái mặt nhà nha mấy chị ha. Đúng là cái form rộng cho mấy chị luôn nè, mấy chị thấy không? Đồ bộ nó hơi bị đỉnh luôn á. Sao vẫn không ai gọi chốt đơn chị vậy? Dột lệ có đơn một hả? Hả? Ngồi lại đi chị, ngồi cho chị đi. Rồi cam cho em luôn 65 ngàn với 60kg ha. Rồi cam cho chị Bích Liễu lên số đi chị đẹp. Bộ này đùi thái cho mấy chị, bữa nay mới về mẫu mới cho mấy chị. Rồi bên em ít kia, em ít kia trả lời lắm. Giờ ơi tin nhắn em nhiều lắm, em làm không có thời gian đâu trả lời tin nhắn. Ít kim trả lời lắm. Cam luôn đi chị Đỗ Dũng nè. Bích Liễu lên số đi chị. Rồi lên cho em luôn là Nu 65. Trời ơi hàng Nu thái nha mấy chị, bộ đùi thái của em. Rồi lấy Nu, chút Nu cho em luôn 65 ngàn. Hình như Bích Liễu. Rồi Nu cho em luôn 65 ngàn. Nu 65 nha, lấy Nu chút Nu nè. À, chị giọt lệ. Lát nữa thì là đi nha. Đây đang làm. Đợi xíu đi rồi có người gọi lại cho chị. Bích Liễu lên số đi chị. Rồi lấy Nu chút Nu cho em luôn mọi người. 65 ngàn nha mấy chị ha. Gì á? Xe cổ gì á? Rồi Nu cho em luôn 65 ngàn nè. Màu màu xanh mạ nha. Trời ơi mẫu này tuyệt vời luôn nha mấy chị. Màu xanh mạ này. Màu vàng nè mấy chị. Màu đây còn một cái màu em chưa like nữa. Màu xanh cổ vịt. Màu xanh cổ vịt này cho em luôn 65 ngàn một bộ đùi cô tông thái. Trời ơi, từ form cho tới cái quần là mấy chị điêu đúng luôn. Mặc cái quần này vô giống như là ngúa đùi vậy đó mấy chị. Cực kỳ thoải mái. Rồi màu xanh 65 nè. Màu vàng 65. Màu mạ nha, cái này chút màu mạ giùm em nè. Màu nu nè. Và màu cam cho em luôn nha mọi người ha. Cô tông thái đùi 65 ngàn một bộ. Rồi, còn cái em nó vô luôn. Rồi bộ đang mang có chị nào lấy thì chốt thêm cho em Nhi nha. Bộ đang mang rất chi là dễ thương luôn mấy chị. Một quần và một sơ mi đang mang. Chốt giùm em luôn là mã trắng 95 ngàn. Trắng 95 ngàn cho em luôn mấy chị. Dưới 60, dưới 57kg nha. Rồi bộ đang mang chị ơi, một quần một áo đang mang 95 ngàn nha chị ơi. Bộ đang mang chút trắng 95 nha. Bộ đang mang trước giùm em luôn là trắng 95. Đây. Có cái quần này mấy chị hai bên có túi nha. Đó, trắng 95 nè. Rồi màu xanh nè, màu xanh 95 nè. Màu trắng 95 nè. Màu vàng 95 nè. Và màu hồng cho em luôn 95 ngàn bộ đang mang nha chị đẹp xinh ơi. Đó, cái quần có túi cho em luôn. Cho em bộ chị mặc nha, khổ điện em có địa chỉ rồi, Khôi Đăng hả? Không, mới có một Khôi Đăng rồi, lên lại số đi chị ơi, phải chốt đơn mới đi đơn được. Bộ trắng nè, trắng đang mang cho Khôi Đăng nè. Cho em lại số đi chị.
Bữa nay áp ôm đồ nó giật nó mắt nó điên lắm chị ơi, biết sao không? Riết rồi nó đổi áp đổi ôi, bây giờ mắt thông tin có người có người không, có người kiếm cũng không ra luôn. Rồi bộ trắng này cho chị, hóa đá nước mắt nè, đẹp lắm. Bộ đang mang là tuyệt vời luôn, 100% lắm mấy chị yêu thích thiệt. Nè em mấy chị nhìn cái màu xanh cho em nè. Rồi xanh cho em luôn 95 nha, chút xanh 95 nè. Đó, ai lấy màu xanh chút giùm em luôn, màu xanh 95 nha. Rồi, bà Nhi bỏ qua đây. Phát nỉ mới về cả đóng luôn kìa em ơi, đầy, đầy phát nỉ. Rồi đen tút, đen tiếp tục cho em Nhi luôn á chị, một siêu phẩm áo. Áo kiểu nữa nè, áo ống đúng không? Đây lên luôn. Lên cho bà luôn, còn cái máy áo ống nè. Áo ống còn mấy cái à. Rồi chút giùm em luôn là nu 50 nè. Màu trắng 50 nè, màu vàng 50 nè. Màu môn 50 nè, chị nào lấy áo ống thì chốt cho mấy chị nè. Môn 50, vàng 50, ôm ngực lắm nha. Trắng 50 nè. Rồi và màu nu cho em luôn 50 này đó. À cái áo ống màu gì thì chốt giùm em luôn 50.000 nha. Ôi trời ơi, cái áo này nó đẹp mấy chị ơi. Rồi nhìn hơi bị lạ luôn á. Nè, thể thao sọc hay bơi nữa đẹp quá nè, cổ cao nữa nè. Mà cái này lay bầu nữa chứ, trời ơi xỉu. Áo này xỉu đứng xỉu đâu liền. Vàng 50 cho Vi Trương ghé này, nu 50 cho Hình Thịnh Bích Hạnh nè. Xỉu rồi. Ống nu luôn cho bé Buồn nè, bé Buồn lên số đi bé Buồn thôi. Chú cha ơi. Trời ơi, mấy chị ơi, nhìn cái áo này mấy chị ơi, đẹp quá. Chốt lại cho em luôn mấy chị. Đẹp quá. Chứ chị lên lấy luôn hả, Nguyễn Thảo hả? Rồi chị. Chốt liền cho em như luôn, mã này hot girl giùm em luôn 55.000, đẹp chưa? Nhìn mấy chị, nhìn cái vòng tay của nó thiết kế nè, mấy chị thấy nó lạ không? Đó. Cổ thì cổ cao mà lay thì lay bầu. Trời ơi quá đẹp. Ha. Rồi một ống vàng cho Vi Trương. Đẹp quá mấy chị ơi, 55.000 cho em, mã xám 55. Mã đen 55 mấy chị ha, và mã trắng cho em luôn 55.000. Trời ơi nhìn cái kiểu này nó lạ, nó đẹp ghê luôn mấy chị, đúng thu đông luôn á. Thì Bích Hạnh lấy số với em đi chị. Vừa cổ cao này mà lại vừa lay bầu nữa mấy chị, lại vừa sọc tay nữa mấy chị, thấy cái thiết kế cái áo đúng đẹp chưa? Ống nâu hết rồi chị Lệ Quân ơi. Trời ơi. Đẹp quá luôn mấy chị ơi. Cái màu đen 55.000 cho em luôn, tuyệt vời luôn á. Xuất sắc cái mã thu đông này luôn mọi người. 655 mấy chị Ngô Huyền. Nhìn đẹp quá mọi người ha nè. Đó thiết kế cổ nè mấy chị nè, nó đẹp chưa? Sọc tay nè, lay bầu nè. Nhìn đúng đẹp đúng mấy chị, mà chắc này co giãn khi mấy chị mang rất là thoải mái nha. Cực kỳ thoải mái luôn. Rồi ai lấy thì chốt liền đi mấy chị, chứ không hết luôn á, mẫu này xinh lắm. Đen 55 cho Ngô Huyền. Áo nu 50 chị Lệ Quân hết rồi nha chị. Bộ nãy chị mang có màu hồng không? Có luôn. Ra bóc ri ra nữa đi em. Tức sâu gì cũng vậy, bây giờ sổ ra cho khách coi. Rồi cái này chốt giùm em đi, 655 cho chị Văn Văn Sushi vậy nè. Áo này cục vô đâu cho chị cục luôn. Trời ơi xinh quá mấy chị ơi, 655. Màu trắng huyền thoại. Màu trắng huyền thoại mấy chị, ai lấy trắng thuốc trắng giùm em luôn 55 nè. Rồi màu đen cho em luôn 55 nè, trời ơi xỉu. 655 mấy chị Hương Hương Đô nè. Vừa cổ cao mà lại vừa lay bầu nha mấy chị ha, rồi lại vừa sọc tay. Mã này em nói thiệt là nó thiết kế nhìn đúng đẹp luôn á. Đen 55 luôn cho Thu Thảo nè. Lên số đi tình yêu xinh đẹp ơi. Lên số cho em nha tình yêu xinh đẹp ơi. Màu đang mang đúng đẹp luôn á thật sự. 855 cho chị Thảo Nhi nè. Đen 55 luôn cho chị Ngô Lê Hồng Trâm lên số đi chị. Chị Thu Thảo lên số luôn chị. Đẹp quá. Rồi trắng đen xám giùm em luôn 55.000. Trắng đen xám cho em luôn 55.000. Trời ơi lên giá hơi bị đẹp nha mấy chị ha, nhìn lạ lùng luôn. Trắng 55 nè. Đen 55, trời ơi. Trắng 855 cho chị Đỗ Dũng nè. 855 cho Hình thì Trang rồi chị. Rồi còn một cái 8 cho người cho Hình thì Trang. Chị Thu Thảo với lại chị Ngô Lê Hồng Tranh lên số đi chị. Áo xinh quá chị ha, thật sự luôn. Nãy giờ em thấy áo nào nó cũng đẹp hết trơn luôn á. Rồi ai lấy màu trắng chút giùm em luôn. Màu trắng với chị, trắng đen hai màu nha. Rồi trắng đen với chị, đen Hồng Trâm có khó rồi. Rồi lấy đen thì chút đen giùm em, màu nào cũng đẹp hết. Đúng chắc thu đông luôn. Đen trắng cho em luôn 55.000. Chị nào lấy chốt nha, đen trắng 55. Ai lấy thì nhanh tay chốt liền giùm em nha mọi người ha. Đẹp giả man. 55.000 một áo. Cái đó màu trắng kìa. Đen trắng cho em luôn 55.000.
đen trắng thêm luôn 55.000, chị nào lấy chốt mọi người. À lấy mã này nữa thì với chị chốt thêm nha, đúng đẹp luôn. Em hết màu xám rồi chị Mỹ Lệ ơi. Hết màu xám là chị, bây giờ mẫu này em còn màu trắng màu đen thôi. Rồi cái màu trắng mà phối màu đen này đẹp chưa? Rồi lấy trắng chốt trắng giùm em luôn với chị 55.000. Trắng 55.000 giùm em luôn, đúng chắc thù đông luôn nha mấy bà. Ờ ai lấy thì nhanh tay chốt giùm em luôn nha, coi Đỗ Dũng lấy cái gì. Rồi trắng cho em luôn 55. Sáng với trắng. Đưa được được cái gì ta? Đưa cái màu trắng. À đưa cái màu gì? Trắng. Bỏ cái màu trắng ra đây. Rồi lấy trắng đang mang chút trắng cho mấy chị 50. Trắng 50 đen 50. Dễ thương quá mọi người ơi, nhìn nó thể thao lắm. Rồi trắng 50 đen 50 chị nào lấy chốt nha. Trắng 50 đen 50. Nó lộn 55.000 chứ quên. Trắng đen 55.000 chứ. Áo đang mang 55.000 giùm em nhớ chị, nó lộn nha. Rồi bộ hồng này chị nào coi này 95.000 nè. Một áo sơ mi và một cái quần nha, chốt giùm em luôn mã hồng 95 nè. Bộ này bán hoài luôn á mấy chị. Mà đẹp đó. Hồng cho em luôn 95. Hồng 95. 40 đến 57 kg nha mọi người ha. Mã hồng 95 mấy chị. Ai lấy hồng chốt hồng 95. Màu hồng, màu xanh, màu trắng và màu vàng. Rồi chế nè, chế nào lấy áo đang mai thì chốt nha. Rồi chốt giùm em luôn là mã trắng 55.000. Dưới 55 kg. Đen 55.000 dưới 55 kg, hay lấy đen chốt đen. Ôi áo đang mang nó mát mà nó sướng lắm mấy chị ơi, nó co giãn nè. Mặc hơi bị sướng luôn, vừa cổ cao mà vừa lay bầu nữa ha, nhìn nó lạ lắm. Rồi trắng đen cho em luôn 55.000 áo đang mang nha mọi người. Trắng đen 55.000 áo đang mang. Rồi tiếp tục cho em Nhi luôn một cái siêu phẩm nha. Trời ơi cái siêu phẩm này mấy chị phải chốt liền nha. Đen 55 mấy chị lệ trên ghé. Đen trắng 55.000 đang mang. Chết rồi, cái set thể thao này mấy chị phải chốt liền cho em Nhi nha. Không chốt liền á là em nói mấy chị là tiếc lắm luôn á. Ôi đẹp chưa. Rồi lên cái bộ set thể thao này cho em luôn. Ra có này chị. Rồi lên luôn cho em luôn bộ nu. Đẹp quá mấy chị ơi, mã này mấy chị yêu liền. Rồi lên set bộ thể thao này cho mấy chị nè. Đen 55 cho Dung thì chung nè chị. Đen 55 Dung thì chung. Rồi áo đang mang còn trắng 55 thôi nha. Dung chị chung lên số đi chị. Rồi cái này chốt cho em luôn mấy chị ơi. Rồi lên luôn bộ siêu phẩm này dùm em nha. Trời ơi đẹp quá. Xinh chưa? Rồi bộ thể thao cao tắc cao cấp dùm em luôn mấy chị. 115.000 thôi. Rồi mã này em bán cho mấy chị luôn 115.000 nha. Xỉu chưa? Đó. Rồi thể thao cho em luôn mấy chị nu 115. Mã này chút liền nhông hết đi mấy chị nha. Nu 115. Cái quần đấy cao nha mấy chị ha, mang đẹp lắm, hàng túi chip nè. Đó nè. Chắc thông thái nha mấy chị, đẹp giả mang luôn. Rồi đen cho em luôn là 115, chị nào lấy đen chút đen. Chui cho mã này mà mang đi chơi hơi bị đẹp nha. Quần có po nha mấy chị ha, và có túi cho em luôn. Rồi chốt giùm em luôn là đen 115. Trời ơi đẹp quá. Đen 115 bữa giờ mới có mã tay dài luôn á. Nu 115 này không có đâu, thể thao bây giờ em nói thì mấy chị đang rất chi là thịnh luôn. Nu 115 cho chị Nguyễn lấy số đó chị. Nu 115 luôn cho chị Vinh Nguyễn nè. Mấy bộ thể thao giờ bán cực kỳ đó. K115 cho Vi Trương nè. Bộ này đẹp lắm. Nu 115 luôn, em chốt cho bé Bùn nè. Bé Bùn đã có số chưa? Còn không? Nu 115 luôn cho chị Mỹ Hương nè. Trời ơi nó mê. Bộ này là mê, từ mê tới mê luôn. Vậy em cảm ơn chị Nguyễn Sương nha. Thể thao có khi người ta đang bán 140-150 luôn á. Rồi lấy đen chút đen cho em luôn 115. Đen huyền thoại mấy chị. Đen huyền thoại nè. Rồi tiếp giùm em luôn là mã xám nè. Thể thao vàng 115, làm gì có vàng má ơi. Rồi này chút giùm em luôn là xám 115 nè. Vinh Nguyễn lên số đi chị. Có đơn rồi em. Rồi xám 115 còn không, còn cục nào không cha? Đó. Đâu? Hình như còn cục ngoài kia kìa.
Rồi xám cho em luôn một 15 váy lấy 8 chút xám. Áo đông mang còn chị mã trắng 55 nha. Thấy chưa? Mua trời hết nu rồi. Hết nu rồi nha. Qua một khác đi mấy chị. Ai lấy 8 thì chút xám cho em nè. Thêm một xám đúng không? Thì chị Vinh Nguyễn đúng không? Đặt đơn chắc chắn nha. Không đổi không sợ gì nha mọi người nha. Thêm một xám với chị Vinh Nguyễn nè. Một xám nè, màu đen nè. Rồi bộ này mang đẹp dễ mang. 40-57 ký mang ok. Rồi lên mấy chị luôn cái rồi một đen một 15 luôn cho chị hóa đá nước mắt. Ôi hàng Thái mấy chị xịn túi chip luôn. Bộ này phải bán 130-140 thì mới ngon được. Em nói thiệt em bán 115 mà. Trời ơi màu cam nè. Màu cam này mấy bà ơi siêu trắng da. Rồi lấy cam chút cam dùm em nha. Một đen cho Nguyễn Xuyên nè. Gần hết rồi đó mấy chị, còn mấy bộ thôi đó. Thể thao bán cực chạy vải đẹp lắm. Rồi một đen luôn cho chị Lệ Quân nè. Ghi lại số ngồi Vinh Nguyễn vô nè. Rồi ai lấy màu cam chút giùm em luôn màu cam nha. Trời ơi quá đẹp luôn mọi người. Ai lấy cam chút cam. Hồi nãy ai mà nhìn màu vàng ra màu cam này đúng không? Rồi cam cho em luôn 115. Màu cam 115. Đây một cái màu trắng. Trắng siêu đỉnh. Thể thao mang màu trắng em nói giống như chị là VIP rồ luôn nè. Ôi màu trắng đẹp dã man luôn mọi người ơi. Xin chưa? Màu trắng này mê luôn. Áo đang mang 55.000 nha. Áo trắng đang mang 55. Chút trắng 55 mấy chị nha. Rồi đẹp quá. Ai lấy màu trắng chút giùm em luôn. Màu trắng 155. Cực kỳ yêu luôn. Vải đã lắm mấy chị. Vải cực kỳ đã. Mà quần là quần đế cao nha mọi người ha. Nên là khi mấy chị mang á, nó rất chi là gọi là cái gì ta, rất chi là ok luôn. Mà lên dáng cực kỳ đẹp nha. Màu trắng nè. Màu màu cam nè, màu xám nè và màu đen nha mấy chị ha, còn bốn màu 115. Dưới 57 kg mấy chị mang ok. Rồi áo trắng em như mang mấy chị 55.000. À áo trắng đang mang thì chốt giùm em luôn là trắng 55 nha. Có cổ mấy chị phôn bình thường nè, lay bầu nè, tay nè, có độ co giãn nè. Rồi chị nào lấy trắng 55 đang mang thì chốt nha mọi người nha. Trắng cho em luôn 55.000 với 55 kg. Trắng 55.000 với 55 kg áo đang mang. Ai lấy trắng chút trắng nha em. Cam 115 cho sóc nâu. Rồi chị nào lấy áo trắng đang mang thì cố nha. Rồi chân váy đang mang SML cho em luôn 75.000. Chân váy đang mang SML cho em luôn 75.000. Chắc chân váy đang mang. Ra ngồi kia coi có ri nào có ốc nỉ không. Nỉ màu hồng không. Rồi trắng đang mang trắng 55.000 kèm số điện thoại cho em Nhi nha. Trắng 55.000 kèm số điện thoại mọi người ơi. Dục cho chị đi áo khoác nhung á luôn đi. Rồi lên mã khoác nhung này cho em luôn mấy chị nè. Rồi một trắng đang mang luôn cho nhóc kem luôn ok tình yêu bà. Ai đó trắng đang mang nữa chốt nha. Chốt là chốt liền liền nha. Thể thao 1m50 mang bình thường chị. Trang váy CL 75 luôn cho hình thì bích hạnh nè. Cho chị xem bộ thể thao màu đen hả. Đây. Màu đen còn đúng một bộ duy nhất luôn nè. Bộ màu đen này 115.000 đúng một bộ duy nhất luôn nha. Ai lấy đen thì chút đen nè. Đen cái chân váy CL luôn ta. Rồi đen cho em luôn mấy chị ơi. Đen 115 chị nào lấy chốt. Đen trắng xám màu cam nha. Rồi ai lấy đen chút đen còn một bộ duy nhất nè. Màu xám em như còn hai bộ nè. Rồi ai lấy xám chút xám giùm em luôn 115. Trời ơi này đúng chắc thu đông luôn á chị. Thể thao mà tay dài. Quần có bo chua nha mấy chị ha. Và có gọi là gì ta, có túi đen luôn cho chị mui nè. Đen cho chị mui nè, khách quen nè. Rồi hết đen luôn. Hết đen luôn nha mấy chị. Rồi lấy xám chút xám giùm em luôn 115 nè. Màu xám, màu trắng với màu cam nha. Rồi chân váy cho em luôn mấy chị đang mang SML 75 nè. Chân váy đang mang cho em luôn SML 75 nha mọi người ơi. Ai lấy chân váy chút chân váy. Rồi lên cho mấy chị luôn nè, nỉ mới về mọi người. Rồi lên nỉ mới về nè cho em luôn 95.000. Hồng cho em luôn 95.000 với mấy chị dưới 60kg nha. Rồi hồng cho em luôn 95.000 với 60kg mấy chị chốt hồng 95. Hồng có một cái duy nhất. Màu hồng này chỉ có một cái thôi. Hồng cho em luôn 95.000 với 60kg ha. Rồi ai lấy hồng 95 thì chốt mấy chị áo nỉ nha. Hồng cho em luôn 95 nè.
Đợt này về có thêm mấy màu mới nữa các chị. Trời ơi cái màu đỏ này đỏ chưa? Đỏ là mặt Noel để đi bài luôn. Rồi lấy đỏ chút đỏ giùm em luôn 95 mọi người. Đỏ cho em luôn 95.000 chút mà đỏ 95. Áo nỉ nha, phông rộng nha mọi người nha. 6115 cho bích truyền trần. Rồi ai lấy màu màu đỏ chút cho em luôn, màu đỏ không có sơ mua đâu chị. Rồi đỏ cho em luôn 95. Đỏ cho em luôn 95 mà mấy chị ơi, dưới 60kg nha. Rồi tiếp dùm em luôn là mã trắng 95 nè. À lấy trắng 95 chút dùm em luôn, trắng 95. Trắng 95.000 cho em luôn, dưới 60kg ha, mã trắng 95. Nỉ siêu dày luôn. Dày cực kỳ dày. 8115 chị Phương Lê. Rồi lên một siêu phẩm hot hit cho mọi người đây. Áo siêu hot hit đây mấy bà ơi. Tiếp tục áo nha, áo này nhanh tay chốt liền chứ không là nguội. Rồi lên một cái áo nữa nè mấy chị ơi, nhanh tay lên chứ không là nguội nha, không có hàng đâu nha. Trời ơi. Mẫu mới xuất sắc quá mấy chị ơi, của team lại của team. Của team mang cực kỳ đỏ luôn 50 nha. Chốt giùm em luôn mã vàng 50. Trời ơi nhìn vô này mặc cái foam này mấy chị, nó ôm kheo đẹp chưa. Co giãn cho em luôn thoải mái nha. Rồi chốt giùm em luôn vàng 50 với 55kg trợ xinh xỉu. Có tay dài cổ cao không, trợ vừa lên. Rồi chốt giùm em luôn là vàng đỏ 50, đen 50, màu hồng 50 nha mấy chị ơi. Màu reo và màu trắng cho em luôn. Trời ơi áo nó mang đẹp quá mọi người. Nè vừa của tim nha mấy chị ha, mà mặc lên nó có độ ôm eo cho mấy chị nha. Đóng thùng cũng rất là ok. Áo này đóng thùng ok lắm mấy chị nha. Nhìn cái phần ở trên đẹp lắm nè. Rồi trắng cho em luôn 50. Trắng 50 đang mang, ai lấy trắng chút trắng nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị reo 50. Reo 50 với 55kg mấy chị chốt mà reo 50. Áo này đúng dễ thương. Rồi reo 50 với mấy chị ha, rồi mã trắng này. Rồi ai lấy trắng chút trắng giùm em luôn 50. Dễ thương chưa? Cổ tim mang đi nha, cổ nhiệt tinh ha. Rồi trắng 50. Ai lấy trắng chút mã trắng 50 nè. Vàng 50 luôn cho chị sóc nâu nè, áo này đúng đẹp luôn. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị một mã hồng 50. Rồi ai lấy hồng 50 chút hồng 50 cho em luôn, hồng có một cái thôi. Hồng 50 với 55kg nha, mã hồng 50. Rồi hồng đang mang 50, ai lấy hồng chút hồng. Rồi màu đen cho em luôn 50. Ai lấy đen chút đen giùm em luôn 50 mọi người nha, mã đen 50. Ai lấy đen chút đen 50. Rồi màu đỏ đang mang luôn mấy chị đỏ. Rồi ai lấy đỏ chút giùm em luôn là đỏ 50 ha. Đỏ cho em luôn 50 với 55kg mấy chị chút đỏ 50. Áo đang mang mấy chị ha, vàng bộ tim này mang rất là cân luôn á. Trắng 50 chị hăng da lên số đi tình yêu ơi. Trắng 50 chị hăng da. Rồi chế ra lấy màu đỏ chút giùm em luôn màu đỏ nha, đúng đẹp luôn 50. Đỏ 50 nghĩ thiên mình. Rồi ai lấy vàng chút vàng cho em. Rồi màu đen, màu hồng, màu reo. Rồi chế nào lấy áo đang mang chốt với mấy chị ha, 50. Rồi đen hết rồi chị, không còn đen đâu lấy chị ơi. Rồi. Chị tham gia lên số đi chị. Rồi bắt chị thêm riêng nữa. Rồi cái đỏ này cho em luôn nè. À quên, cái vàng nè, vàng với đỏ luôn cho chị Lộc Phạm Thanh nè. Một cái vàng luôn cho chị Đậu Đậu nè. Rồi ai lấy màu reo chút giùm em luôn là màu reo 50. Reo 50 màu reo lên tối gọn người đẹp lắm mấy chị, dễ mang lắm. Đấy. Rồi cái màu reo mấy chị thấy đẹp chưa? Rồi ai lấy reo chút reo giùm em luôn 50 nha. Đúng dễ thương ha. Màu reo 50.
cái đồ này nhé. Đây nè. Lọc cộng thanh lên số đi chị, hồi nãy một cái vàng rồi đúng không? Thanh da lên số đi chị. Rồi thêm một cái đỏ này. Lọc cộng thanh nè. Rồi một cái vàng này luôn cho chị đậu đậu nè. Rồi rêu đỏ 50 cho chị Thủy Võ Thị nè, rêu đỏ nè. Rêu hả? Đỏ hết rồi chị ơi. Lấy màu rêu được không chứ hết màu đỏ rồi nha chị ơi. Rồi chị nào lấy rêu chút rêu đang mang với chị màu hồng nè. Màu đen nè. Rêu cho chị Hạ Mây nè. Màu đen với chị màu hồng nè, màu rêu đang mang nè. Màu vàng nè. Đó. Em hết màu đỏ rồi, chị nào lấy đỏ thì qua màu khác giùm em nha. Lộc Phạm Thanh lên số đấy chị. Màu vàng đúng đẹp luôn, ai lấy vàng chút vàng còn cái nữa mấy chị. Rồi vàng cho em luôn 50 nha, cổ tim đẹp quá trời mà. Rêu cho chị Chi Nguyễn nè. Trời mấy cái màu tối dễ mang đó mấy chị, lên gọn người. Rêu Chi Nguyễn có hơn. Rồi ai lấy vàng chút vàng cho em luôn 50 nè. Rêu luôn cho chị Lệ Quân nè, có màu rêu mang hơn vì đẹp. Rồi đỏ cho chị Yên Bình rồi chị ơi. Đỏ cho chị Yên Bình rồi. Áo đang mang 50 nha, dưới 55kg nha bà ơi. Có độ co giãn rất chi là dễ mang mà cổ tim đẹp nữa. Rồi ai lấy màu hồng chút giùm em luôn là hồng 50 nè. Hồng với chị, cái này hồng. Ai lấy hồng chút giùm em luôn mã hồng 50. Hồng 50 nha, màu vàng nè. Rồi còn một cái rêu trên người luôn với chị và màu đen. Đen huyền thoại mặc lên là gọi người các kiểu ha. Rồi đen rêu gì đó. Rêu luôn cho chị Gia Huy Đoàn. Rồi một cái mai lên người luôn là hết nè, hết rêu. Rồi ai lấy rêu chút rêu nha. Ô quên, hết rêu rồi mấy chị ơi, hết rêu. Chu cha màu đen thì nói làm gì nữa. Màu đen là nhất cách luôn rồi còn gì nữa bà ơi. Riêng cái màu đen thì thôi khỏi phải bàn rồi. Màu đen thì mang đi siêu gọn người rồi. Ôi màu đen thì khỏi phải chê luôn á bà. Đen đi, ai lấy đen chút đen nha. Rồi màu đen là mấy chị nè. Mặc lên nhìn khuyết điểm khuyết ơi gì là nó. Rồi nó che khuyết điểm hết cho mấy chị luôn. Đen cho chị Kiều Hương, đen đúng đẹp. Đen Kiều Hương. Màu vàng trắng da. À thích màu hồng chút giùm em luôn. Màu hồng và màu đen đang mang cho mấy chị nhé. 50.000 một cái áo này thôi. Đẹp rẻ nha mấy chị, cổ tim nữa dễ mang. Rồi hồng 50. Đen 50. Và màu vàng cho em luôn 50. Chế nào vào sau để coi lại màu cho em ha. Đấy. Rồi ai lấy thì chốt nha. Màu đen, màu vàng với lại màu hồng thôi. Đen vàng hồng cho em luôn 50. Rồi áo cổ cao nãy chị nào vào sau hỏi áo cổ cao nè. Áo cổ cao mà sọc thể thao hay bên nè, đẹp lắm mấy chị. Trắng 55 nè. Mã này mấy chị chốt giùm em luôn, mã trắng 55.000 nha. Đó, cổ cao lay bầu mấy chị, trắng 55.000 sọc tay. Trắng cho em luôn 55.000 với 55kg ha, mã trắng 55. Để cái chân váy chị gửi hồi ghế lấy. Phượng Kim chân váy gì ta? Chân váy gì chị? Chân váy gì, chân váy gì? Rồi cái trắng này cho em luôn 50, chị nào lấy chốt nè, ốc chị nó mặc lên xinh lắm nè. Rồi mã này chốt giùm em luôn, mã trắng 50. Trắng cho em luôn 50 với 57kg ha, chốt cho em luôn mã trắng 50. Chân váy gì vậy chị ơi? Rồi lên cho mấy chị luôn cái này nè. À, trong tin nhắn rồi. Tin nhắn thì để em coi tin nhắn vậy chứ lên like nói đâu không nhớ đâu. Rồi lên mã khoác này cho em luôn mấy chị nè. Không hiện rồi chị bấm theo dõi lại đi. Rồi lên cho em luôn là mã khoác kaki nhung này cho em luôn mấy chị, em sale cho mấy chị luôn ha. Khoác kaki nhung này đợt này em sale cho mấy chị luôn 100. Rồi khoác kaki nhung này luôn mấy chị, em bán mấy chị luôn 100 giá trị ăn luôn. Rồi vàng cho em luôn 100, hàng kaki nhung nha mọi người, không nhăn không xù không xệ giùm em nha. Cái này mấy chị mang hoài luôn. Rồi vàng 100 cho em đi. Vàng 100 nha mấy chị ha. Ai đấy có đâu mang chút liền, cái này mã khoác kiểu kaki nhung nha mọi người nhé. Rồi trắng 55 mấy chị đổ lên. Trắng 55 tay dài. Rồi khoác vàng 100 cho em đi mấy chị, cái này còn có ít thôi à. Rồi xanh cho em luôn 100, hàng kaki nhung kiểu nha. Hàng kaki nhung kiểu giùm em luôn, giặt không nhăn không xù không xệ. Rồi em xả mấy chị luôn 100. Rồi lên số đi chị. Mã xanh này cho em luôn 100, chốt xanh 100 đi mấy tình yêu. Ôi. Rồi xanh 100 đi mọi người ơi. Xanh 100, xanh 100 nha mấy chị ha.
đúng rẻ luôn. Ca Kim Nhung tình mình phát kiểu 100. Rồi tiết kem luôn mấy chị ơi, vàng 100 có cái luôn đi chị Khôi đâu, rẻ quá trời. Em nói mấy chị riêng đó khoác này nhiêu đã đang xài một cái rồi, xài 3 năm rồi không nhăn không xù không xệ đó mấy chị. Cái hàng Ca Kim Nhung này là nó vậy đó, chắc phải không bao giờ bị xù bị xệ khi mấy chị giặt luôn. Ra người kia coi còn không, rút cái vàng 100 nè. Rồi lên cho em luôn là bò 100. Trời ơi mùa tối này mang vip. Ai lấy bò 100 chút bò 100 nha mấy chị ha. Đẹp quá luôn thật sự. Bò 100 cho em. Rẻ lắm luôn á mấy chị. Cái này mang tết tư đi chơi. Nè tuyết tâu nè. Tuyết tâu là có chữ theo cho mọi người luôn. Rồi lên cho em luôn là xanh 100. Bò 100. Có mấy cái vàng em? Đem luôn. Đổ vô một vàng, kim vô một vàng. Rồi tiếp cho em luôn là đen 100. Trời ơi đen huyền thoại như mấy bà ơi. Rồi lên đen 100 cho em luôn. Ca Kim Nhung kiểu mấy em sale có 100 thôi. Rồi màu đen, màu bò và màu xanh. Đen bò xanh cho em luôn 100. Cái này mở sale á. Nguyễn Chiên Bình nè. Đem thêm cái vàng nữa đi. Bò 100 Nguyễn Chiên Bình. Thêm bóc một cái vàng 100 vô để cho bé Bi. Hết vàng nha. Đủ luôn. Rồi chị nào lấy màu bò em đang mang chút liền mấy chị. Màu này mang trắng da lắm. Bò này mang cực kỳ trắng da. Rồi Khả Hân ghé đúng không? Xanh 100 luôn cho chị Vi Trần. Mã này bình thường là bán 135 lận. Bữa nay em như cổ nên bán mấy chị luôn 100 ngàn đó. Rồi chị nào lấy nó nhanh tay luôn nha. À lấy bò 100 đang mang nữa chốt đi mấy chị. Bò 100 đang mang ha. Rồi bò luôn cho chị và Kim Anh Nguyễn. Áo thun em mang còn như chị Hiền Dương ơi. Áo đang mang chút đen 50 nha chị. Đen 50, hồng 50 với lại cái gì? Áo mang còn màu gì vậy? Màu hồng. Rồi đen 100 chị Hiền Trần. Ok tình yêu xinh đẹp. Bò 100 cho hệ Kim lên số hết cho em nhá. Rồi bò 100 đang mang luôn cho Kim Tiên. Hết bò. Kim Dung Trần có vàng rồi. Rồi hết bò mấy chị. Bò hết bò. Áo này 100 ngàn rẻ quá trời. Mà nghĩ sao đúng không? Sao không đắt cho được. Chị rồi. Hệ Kim Hiền Trần với lại Kim Anh Nguyễn lên số đi chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn. Đổ xanh lên số luôn chị. Xanh 100 đi. Rồi này chú em nghi luôn là xanh 100 đi mọi người ơi. Bữa nay á cái app bên em nó bị lỗi bị ơ nó tùm lum hết á mấy chị. Nên là hả mấy chị đặt hàng mấy chị lên số giùm em với nha. Có chị á nói chung là có đơn rồi thì nó sẽ có thông tin mà bữa nay kiếm không ra. Nó bị lỗi app rồi. Em đặt chi là khổ. Bò 100 hết thì chị đào đậu ơi. Hiền Trần Kim Anh Nguyễn có đầy đổ lên đặt hàng lên số đi chị. Nên mấy chị thông cảm mấy chị lên lại số giùm em để chút đơn nha. Chứ kiếm có khi có chị có vị không á nên không có số chút đơn. Rồi xanh cho em 100 đi mọi người ơi, còn hai cái xanh. Em hết bò hết vàng rồi nha. Qua xanh cho em Nhi đi, còn hai cái màu xanh. Rồi xanh cho em luôn đó chị, xanh 100. Trời ơi cái màu kem mà đẹp chưa, kem kem nu nu nè. Rồi ai lấy kem chút giùm em luôn là kem 100. Chị nào lấy kem chút kem 100 nha. Kem 100 mọi người ơi, mọi người ơi. Kem 100, ai lấy kem chút kem, màu kem 100. Rồi màu đen cho em luôn 100, chị nào lấy đen chút đen. Rẻ đẹp quá trời luôn, áo khoác Ca Kim Nhung có 100 ngàn mấy chị thật sự luôn á. Rẻ quá luôn á mọi người, người ta đang bán toàn là 135, 140, 150 không á. Chả ai bán bao nhiêu em mà 100 ngàn đâu, cái này đúng mã sale mà. Mà bền lắm nha. Rồi, ai lấy đen 100, chút đen 100 nè. Rồi ai lấy màu kem thì chút giùm em luôn màu kem nha. Cái này màu kem hơi nu nu một tí ha. Và màu như đang mang là màu xanh đi. Rồi một xanh một kem mấy chú chị đậu đậu nè. Thì có 100 ngàn cái rẻ thì có mấy chị. Rồi ai lấy khóa đang mang nữa chốt nha. Kim Tiên ok. Rồi xanh đen và kem. Xanh đen và kem nha em như còn vài cái hết luôn nè. Ca Kim Nhung có 100 ngàn à mấy chị ơi. Xanh đen và kem nha mấy chị. Xanh còn cái luôn nha chị. Hồ Thí nè hết xanh luôn. Áo đang mang nè ai lấy chốt nè. Mới nhận đồ này Nhi vải đẹp lắm em cảm ơn chị nha. Trời nghe khoái chị tức miếng luôn. Rồi em còn một kem, một kem với màu đen mấy chị 100 nè, lấy kem chút kem nè. Hồ Thí lên số đi chị. Đấy luôn. Rồi kem cho em luôn 100. À lấy một kem chút một kem mấy chị, một kem hơi nu nu nha, dễ mang. Rồi kem 100 và đen 100 nha mọi người. Chén nó lấy chút liền cho em luôn mã này đem đi qua mẫu nha. Kem 100 và đen 100 Ca Kim Nhung.
không nhăn, không xù, không xệ giùm em. Ok chưa? Dục cái đi áo đang mang qua đây cho chị luôn. Rồi áo đang mang còn có mấy cái à? Còn đen luôn nha chị Hân Bảo ơi. Áo khoác đen đúng không? Em còn luôn nè. Áo khoác đen thì nói làm gì nữa? Đen huyền thoại. Đen huyền thoại rồi. Hai đứa đen chút đen giùm em nha. Đen cho chị Hiền Trần rồi, đen 100 cho Đỗ Linh. Rồi ai lấy đen chút đen 100. Trời ơi cái màu đen thì tôi viết rồi nói gì nữa. Đen còn hai cái hết luôn rồi mấy bà ơi. Ai lấy đen chút đen 100. Chút đơn từ hai cái không chồn nha. Like xong là bên em gọi điện chút đơn liền nha mọi người. Ngày like nhiều cử lắm nên là có đơn là em chút liền. Rồi ai lấy đen thì chút đen nha. Đen 100 còn hai cái. Áo đang mang đợi xíu hôm nay lại cho. Màu đen huyền thoại. Ai lấy đen chút đen. Đen 100 kèm số nọ là có đơn. Đen hả? Khoác kem luôn cho Thí Vi lên số đi mà. Đen 100 luôn cho chị Mỹ Viện lên số giùm em luôn. Rồi còn một cái đen trên người là hết luôn nha. Lấy đen chút đen nha. Chị nãy cấm gì. Rồi rồi Thí Vi lên số đi chị. Rách cái tay. Rồi lấy màu kem chút giùm em luôn. Màu kem nè. Màu kem với màu đen nha. Chị nào lấy thì chốt. Màu đen với màu kem nha mấy chị ơi. Còn hai cái là hết luôn. Đen 100 và kem 100 cho em. Chị Bảo Hăng lấy thì chú nha chị. Còn cái đen cuối cùng nè. Rồi áo đang mang cho em luôn mấy chị. Của team là đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi chú giùm em luôn là đen. Đen 50. Áo đang mang chú giùm em luôn là đen 50. Rồi tiếp siêu phẩm này cho em luôn. Hồng 50. Trời ơi muốn xỉu muốn xỉu. Hồng 50 nè. Của team mang đúng đẹp luôn. Rồi vàng cho em luôn 50 nha mọi người ha. Và đen đang mang 50 giùm em luôn. Phải coi giả dưới 55kg mấy chị mang ok cho bà Nhi. Rồi vàng 50, hồng 50 và màu đen cho em luôn 50 nha. Ai lấy áo không mang thì chốt. Đen 50 cho thì chân ghé. Của team mình nhiễm xinh lắm mấy chị, dễ mang lắm. Rồi tiếp em Nhi qua nha. Rồi lên siêu phẩm này giùm em luôn mấy chị. Đẹp xịn sang xịn mịn luôn mà tôm mì nè, vải cực mát luôn nè. Rồi xanh này cho em luôn 45.000. Xanh 45.000 với 57kg nha mọi người ha. Trắng 45.000 với 57kg nè. Đen 45.000 với 57kg mấy chị. Và vàng 45.000 với 57kg giùm em. Chị Hoàng Châu lấy đen gì chị ơi? Đen gì? Đen 50 hay đen gì? Đừng có khùng bên không chốt được đâu. Đen 50 cho Trần Hoa khách quen. Rồi chú giùm em luôn là vàng 45 nè. Màu đen 45 nè. Tôm mì nè. Chắc này mang đúng thoải mái. Trắng 45 mấy chị. Và xanh 45 cho em nè. Vàng 50 cho Kim Sinh Nguyễn Ghé nè. Chị nào nó đen đang mang nữa chốt nha. Hồng 50 cho Thanh Văn Bệnh Viện Ghé luôn. Còn cái hồng ở dưới cái bệnh đó không? Chị Đỗ Dung ơi. Đơn chị mà trên 500 là cọc 100 ngày đi đơn giùm em nha. Mà trên 1 triệu là cọc 200 nha. Chị Đỗ Dung nha. Một hồng kem đi chương luôn nè. Cái đó cho Thanh Văn Bệnh Viện Gá em. Đen 50 luôn cho Ngọc Hăng đang mang nè. Rồi à, còn không đây. Đủ màu đúng không? Lấy đủ màu cho chị Đỗ Dung nè. Trắng đen. Rồi đủ màu cho chị Đỗ Dung nè. Xíu cọc cạc giùm em nha. Một cái xanh 45 cho chị Tứ Huỳnh nè. Ok chị nè. Đen 45 luôn nha chị Phụng Ngọc khách quen nè. Rồi áo em còn đen 45 và xanh 45 là hết nha mấy chị. À lấy chút thêm. Xanh 45 và đen 45. Chị Hoàng Châu chị lấy đen gì vậy chị Hoàng Châu ơi? Đen em đang mang là chút giùm em mà đen 50 nha chị. Chứ nó lộn á, tại vì em đen quá trời đen nè. Cái đó là Tư Huỳnh á. Rồi ai lấy đen 50 nữa thì chốt nè. Đen 50 đang mang chút mở đen 50 cho em nè. Đúng của team đẹp luôn. Chốt mở đen 50 cho em Nhi xinh dễ thương nha. Đen 50. Xôi lại gì chị ơi. Áo tôm mì này hờ. Đen xanh 45 hai cái luôn. Chị Tạ Thị Thu Phương khách quen nè. Hồng 50 em hết rồi chị Ngọc Hăng ơi. Đen 45 em hết luôn. Rồi tiếp em Nhi qua nha. Hết rồi. Hết thiệt rồi. Rồi đen 50 em Nhi còn. Chị Hoàng Châu có lấy đen 50 thì chút đen 50 giùm em Nhi nha. Rồi tiếp qua nè. Rồi gửi cái y nội y này ra.
đen 50 em chỉ còn 2-3 cái á. Chị nào lấy đen 50 thì chúc đen 50. Rồi tiếp nha mấy chị ha, qua một gọi là rồi để em Nhi coi. Trời ơi, em Nhi lên cái mẫu này là mấy chị điêu đứng không nha. Chứ nhìn một phát là thấy nó điêu đứng liền cái mã này rồi đó mấy chị ơi. Xỉu xỉu xỉu, wow đẹp quá. Rồi cái này đang cho em luôn bôi xếp thái loại 1 nha mấy chị. 56 cái mang vừa đẹp luôn á mà, phơm 57 cái. Cứ đi qua cái lấy một cái đi lại, có một cái nó đập vô cái mặt. Rồi cái này đẹp quá, như thể thao vậy, đúng đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em đi luôn mã này nè. Xanh 65.000 cho em luôn mấy chị, đóng thùng hay là phơm bình thường gì cũng đẹp. Tôm mì hết rồi chị ơi, xíu nó quả cái khác giùm em đi. Bây giờ không bị tôm đúng không? Rồi lên cho em luôn xanh 65.000 mấy chị, dưới 55kg nè. Rồi màu đen cho em luôn 65. Đó nè mấy chị, chốt liền không đủ chốt đâu. Đỏ 65 nè. Màu cam 65 mấy chị. Cái này chốt giùm em luôn là màu lạ nha. Cái này chốt giùm em luôn là màu lạ nè. Trời ơi mấy chị nhìn nè, từ chắc áo cho tới có túi thôi là em thấy mấy chị là nó đủ sang rồi, đủ chất lượng rồi. Áo đang mang cho mấy chị bô rip thái loại 1 cho em, hàng VIP luôn. Rồi cam 65 nè, xanh lạ 65 nè. Rồi đỏ 65. Trời ơi áo này điêu đứng quá. Rồi đen cho em luôn 65 nha mọi người ơi. Ở trong đây có trắng đen 45 ngàn mình lấy cho chị. Trắng đen 45 ngàn. Cái mã giống tôm mì luôn á, mà nó có hai màu trắng đen á. Coi em đó, còn một cọc rồi tối. Rồi này đẹp quá mọi người, nhanh tay chốt đi ra lấy một ri nữa nè bé đẹp rồi cha. Lạ luôn cho Lộc Phạm Thanh nè. Mã này là điêu đứng con người luôn á, không có tin luôn. Chắc nó đẹp mà nó đẹp mê liền. Rồi im ít. Đen 65 là chị Kiều Hương nè. Ra bóc ri đi nhanh lên. Trời ơi trời. Rồi ai lấy màu đỏ chút cho em màu đỏ này. Xanh gì đó, xanh gì baby, xanh gì. Cái này áo đang mang chút giùm em là mạ nha. Kiều Hương lên số đi chị. Áo đang mang chút giùm em là mạ. Rồi lạ luôn nha chị, ốc Tio Sata. Rồi em hết lạ nha. Áo này 55kg đó lại mang vừa chị ơi. Xanh nào đây chị, em còn mạ thôi, em còn mạ đang mang nè. Rồi màu đỏ, đỏ đúng chắc mặt Noel luôn. Rồi đỏ 65 là chị Hiền Trần. Hiền Trần này có đơn chưa? Đỏ 65 Hiền Trần. Màu đang mang chút cho em màu mạ đi. Trời ơi nó đẹp. Và nó trắng mang cái màu mạ này lên một phát là yêu ngay. Rồi một trắng một đen luôn cho chị Đỗ Hoa 65 ngàn. Bô rip đỏ lắm mấy chị ơi, xanh lạ như hết rồi. Hiền Trần thêm một đỏ đúng không? Đỏ chưa ta? Đỏ rồi. Hiền Trần có đỏ rồi. Rồi lấy màu đen chút giùm em màu đen. Trần Hoa mà sư tử. Rồi màu đỏ này, trời ơi cái màu cam này mấy chị. Rồi nhìn cái màu cam nè. Đỏ đó. Ai lấy cam chút cam, màu đang mang chút giùm em luôn là màu mạ nha. 65.000 mẫu này giùm em luôn, trời chắc nó đỏ lắm mấy chị, cam cái giật không nhăn không xù không xệ luôn á. Đen số 5 luôn cho Thảo Nhi. Kiều Hương lên số đi chị. Xanh gì đây baby ơi, chút giùm em màu đang mang là mạ đi chị ơi. Mạ cho em luôn 65. Mạ số 5 Hiền Ngọc. Thảo Nhi lên số luôn chị. Xanh 45 gì đây chị Phụng Ngọc ơi. Xanh gì 45 em đang like là 65 nha. Chút giùm em luôn là đen 65 nè. Cam mấy chị mặc lên siêu trắng da luôn. Đỏ 65 nè và màu mạ đang mang số 5 cho em dây phôm bình thường nha. Bô zip là bô xích thái co giãn giùm em luôn, hàng túi chip không nhăn không xù không xệ. Hàng này mấy chị mặc 3 năm không hư. Em phát hiện á. Huyền Ngọc, Thảo Nhi với lại Kiều Hương đặt hàng lên số đi chị. Mã này đúng đẹp. Rồi chế nào lấy thì nhanh tay chút thêm còn vài áo. Màu đang mang chút giùm em màu mạ nha mấy chị. Màu mạ giùm em nha. Màu mạ này, màu cam này, màu đỏ này và màu đen nè. Chế nào lấy chút thêm. Rồi đỏ luôn cho chị Lan Lan. Đẹp quá luôn á. Nó xịn mà xịn quá đã. Hồi nãy chị Phụng Ngọc có áo gì tôm mì rồi đúng không? Mã 65 luôn cho baby. Trời ơi cái màu mạ là màu nhất cái nách. Mà đang mang lên số luôn. Chị. Rồi ai đấy không mang nữa chốt đi mấy chị. Nói chị đằng hoa là cái gì rồi? Đỏ, đỏ và đen rồi. Đằng hoa đỏ đen rồi mà. Rồi đây đỏ luôn chị với chị Bình. Cam luôn cho chị Lan Lan. Đen đỏ 65 với chị Trần Hoa rồi chị đẹp ơi.
Rồi bây giờ hiện tại áo thì em đang may em còn 3 màu nha. Màu đen 65 nè, màu cam 65 với chị, và màu mạ cho em luôn 65 nha. Ai áo đang mang đi chút thêm. Rồi tiếp em Nhi luôn, qua luôn siêu phẩm hết nha mấy chị ơi. Trắng 45.000 với 57kg nha. Cái này giống như là cái phôm áo của tôm mì á. Rồi đen cho em luôn 45.000 mấy chị với 57kg nè. Đen 45, trắng 45 dùm em luôn. Áo này còn 3-4 cái hả? Đen 45.000, trắng 45.000 dùm em luôn. Cái áo này giống hai loại áo tôm mì đó mọi người, còn mấy cái. Vải đẹp, vải đúng đẹp. Đen 65 luôn cho chị, đổ hoa này hết đen luôn nè. Rồi ai đi trắng 45, chú trắng 45 dùm em nha. Giống mi từ phôm tới chắc tới kiểu giống của tôm mì luôn. Rồi lấy đen, chú đen 45 nè. Đen 45, trắng 45 nha, cái này em còn mấy cái à. Rồi xanh cam đang mang chế rồi lấy chút thêm luôn 65 nè. Cam cho em luôn 65 mấy chị, và màu xanh đang mang cho em như luôn 65 nha. Chế nào lấy thì nhanh tay bọc bọc liền cho em, bọc lại làm cho em nha. Hết rồi chị, tôm mì hồi nãy em nhớ chị là có cái gì rồi, nhưng mà chị đặt cái xanh nó là không còn đâu, em hết rồi. Cái gì đây chị, đen trắng là 45 thôi. Một đen một trắng 45 cho chị đổ dung nha. Đen trắng 45 thôi, chị có 45 ngàn à. Trắng 45 cho bé Vi. Áo này giống cái lọ tôm mì á. Đó, mẫu này chỉ có 45 ngàn thôi mọi người. Đen trắng 45 kèm số nội chốt đơn cho em nha. Đen trắng 45 ngàn kèm số nội chốt đơn cho em. Ta coi dùm chị cái cục này hả? Đen trắng 45 mấy chị, rồi rồi, đổ dung rồi. Trắng 45 mấy chị Trần Hiệp, áo này mang đi làm đi chơi thôi thì thoải mái luôn, sung sướng luôn. Còn sao đây? Đặt số. Đen trắng 45 em Nhi còn gì nào để chốt nha. Chị trời đang ơi. Mang lên số đi chị. Cái bộ này đẹp quá. Đây là cái đầm. Đen 45 cho Tứ Huỳnh đó. Nhìn vô cái màu nào nhỉ? Đen 45 mấy chị Tứ Huỳnh. Rồi em còn một trắng một đen nữa là hết luôn mọi người nè. Ở trong đó chứ ngoài ra định luôn. Ai lấy trắng đen 45 nghìn nữa thì chốt nha. Để dỡ đây coi. Đó áo này em còn trắng đen 45 nghìn, chị nào lấy chốt nha. Không có rồi, ở ngoài đó. Sáng có hai chồng. Ngố sơ mi à, để coi thứ bà ơi. Chú ngố sơ mi đợt này bán em như nó thiệt luôn, ngố sơ mi không có rớt lại cái nào luôn á. Bán đúng tắc. Tao lại không được em nghe. À rồi đây, mã siêu phẩm này cho em luôn mọi người nè. Bộ dây ha, bộ dây trời ơi nó dễ thương chết rồi, bộ này nó dễ thương lắm. Trắng 45 cái. Chị đang lên số đi chị. Trắng 45 cái luôn nha chị. Vỏ bích phượng như nè, phương như nè, này đẹp quá, xuất sắc chưa. Rồi chị nào lấy nhanh tay giùm em nha. Áo cổ lọ gì chị, áo cổ lọ gì đây? Ơi chị đặt hàng chị nghe số ký giùm em chứ chị, em báo cái nào em bán em cũng báo số ký mà chị, hàng người ta không có đặt chị thấy không. Mà chị xã tới xã lui là sao chị, đặt hàng chị coi nghe số ký giùm em chứ. Chị lan lan với lại vỏ bích phượng lên số. Rồi cái này chốt giùm em luôn mọi người ơi. Siêu đẹp, siêu dễ thương cho mấy chị luôn nha. Nguyên luôn cái bộ lụa dài này cho em luôn nè. Trời ơi tri ân mã này cho mấy chị luôn. Rồi 70 ngàn nha mấy chị ha. Set bộ dài 70. Rồi reo cho em luôn 70 nha mấy chị, với 57kg nha. Bộ này đẹp quá. Mai chơi đùa này kia hơi bị dễ thương luôn á. Không thấy bụng thấy gì đâu mấy chị ơi. Rồi này chốt giùm em luôn là reo 70. Reo 70 nha. Dưới so 57kg. Reo 70. Nghe. Rồi reo cho em luôn 70 mọi người ơi. Lan lan mặt hoàng lên số mấy chị. Dưới 57kg. Bộ này VIP luôn. Mặt không xinh không lấy tiền. Rồi cái màu vàng này, ai lấy màu vàng trước giùm em luôn, màu vàng này 70 nè. Dễ thương quá mấy chị ơi. Đó áo dây nè. Mặc vô nó là dày. Thoải mái cho mang ở nhà cực kỳ thoải mái nha.
Rồi ai lấy màu vàng chút giùm em luôn là màu vàng. Ờ vàng cho em luôn 70. Vàng 70 với chị dưới 57 kg nha. Ai lấy vàng chốt vàng. Vàng 70 cái bộ dây lụa này mặc lên nó không xinh không lấy tiền luôn. Rồi vàng 70. Rồi cái này chốt giùm em luôn là màu màu kem nè. Rồi lấy kem cho em luôn, kem 70. Dễ thương quá. Rồi kem cho em luôn 70. Mấy chị ơi lấy kem thì chốt kem nha. Xét bộ dây nha mấy chị ơi. Xét bộ dây cái này mang lên nhìn yêu lắm. Mặc nhà đồ nào kia nó cũng dễ thương nữa. Rồi kem chứ. Kem 70. Kem cho em luôn 70. Ai lấy kem chốt kem mọi người. Kem 70. Mẫu này mấy chị có mang ngủ gì nó cũng tan nữa mấy chị. Rồi cái này chú giùm em luôn là nu 70 nha. Chị nào lấy nu chút nu nè. Ôi dễ thương chưa. Nu 70. Khổ ghê luôn á. Không nhập hàng mới thì chưa là sao không nhập hàng mới. Mình nhập hàng mới gì đẹp á thì yêu hết tiền. Xỉu. Rồi lấy nu chút nu cho em mọi người ơi. Lã lướt luôn. Bộ này mang hơi bị lã lướt. Nu 70. Nu cho em luôn 70 dưới 57 kg nha. Nu 70 dưới 57 kg. Một kem 70. Màu vàng 70. Và màu rêu cho em luôn 70. Ai lấy bộ này chú thì cho em luôn 70 nha. Áo năm nay em còn màu xanh với màu cam chế ra vào sau thì chốt nha mấy chị đẹp. Áo năm nay em còn màu xanh với màu cam nha. Chị nào lấy thì nha tay chốt. Xanh cam hai màu. Kem. Kem cho Kim Huệ 70. Áo năm nay em còn màu cam với màu xanh số 5 nha. Ai áo đông mai thì chốt nha mọi người ơi. Mọi người ơi. Rồi nu 70 cho Liệu Quân. Rồi lên cho em luôn. Lên số đó chị. Nu đó cái bộ thứ hai kìa. Nu 70 luôn cho Thanh Vân nhé. Còn nu 70 không? Thấy rồi. Rồi em hết nu 70 rồi mấy chị. Em qua mấy chị luôn cái màu gì đây nè. Màu đen nè. Ai lấy màu đen chút giùm em luôn là đen 70. Rồi đen cho em luôn 70 mấy chị, chút đen 70 cho em nè. Trời đen huyền thoại luôn mấy má ơi. Mặc lên bao sang con người luôn á. Rồi ai lấy màu màu. Ai lấy màu đen chút màu đen nè. Trời ơi màu đen đẹp nhất tách. Ai lấy đen chút đen nè mấy chị nè. Đen dễ mang đúng không? Màu đen. Đen 70, đen 70. Dây lụa quần áo tu mọi người nha. Rồi cái này chú giùm em luôn là đỏ 70 nè. Cái này đỏ đô nha mấy chị dễ mang. Rồi đỏ cho em luôn 70. Anh ấy đỏ chút đỏ nè. Nu hết rồi Kim Huệ ơi. Em đặt kem mới lấy kem chị đi em ơi. Hết nu. Rồi lấy màu đỏ chút giùm em luôn màu đỏ nha. Rồi đỏ 70. Đỏ 70 đen 70. Rồi đỏ 70 đen 70. Rồi mã thể thao này cho em luôn mấy chị. Xám 1-15 nè. Xám cho em luôn 1-15 nha mấy chị ha. Dưới 57 kg nha. Rồi xám cho em luôn 1-15 với 57 kg nè. Chốt mã xám 1-15 thể thao. Xám 1-15. Rồi màu trắng này cho em luôn 1-15 luôn mấy chị. Ai lấy trắng chút trắng nè. Rồi trắng 1-15. Ai lấy trắng chút trắng nha. Đen 70 cho Loan lên. Đây nè. Rồi lấy đỏ chút đỏ nha, đỏ VIP. Đỏ luôn gạt đi nước mắt. Dục ra quen đi trong kia còn bịch của chị nó chìa chị ghé chị lấy. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị. Cái này màu gì đây? Đỏ đó đỏ đô chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn nè. Coi bên kia có đỏ đỏ không em? Rồi đỏ cho Ken đi chưa? Đỏ đô dễ mang chị. Rồi này chú dùm em luôn là đẹp 70. Rồi đẹp cho em luôn 70. Anh ấy đẹp chút đẹp 70 nè. Rồi bộ này mang đúng khỏe re con người. Rồi đẹp cho em luôn 70. Còn đỏ không? Hết đỏ rồi chị ơi. Qua cho em luôn là đẹp 70. Đẹp 70 nha. Anh ấy đẹp chút đẹp 70 nha. Đẹp 70. Ôi có 70 ngàn bộ mấy chị. Mái nhà hơi bị sướng luôn á. Nhẹ nhàng mà thoải mái lắm. Rồi tiếp dùm em luôn là đen 70. Đen 70 còn bộ hai bộ vậy nè. Ai lấy đen chút đen dùm em nha. Lụa cực mát luôn. 8-1-15 cho Cẩm Linh nè. Hết luôn.
Rồi ai lấy màu đen chút giùm em luôn là đen nha mấy chị 70 nha. Bộ lụa ống suông nha mấy chị, dây này hơi bị cưng. Đen 70. Cái màu đẹp này nó xinh lắm mấy chị. Màu này như gạch gạch vậy đó, đẹp lắm. Ai lấy đẹp 70 chút đẹp 70 nha. Đẹp 70 màu đen nè, màu reo nè, màu vàng nè, màu hồng nè. Đó, và màu kem nè. Ai lấy bộ 70 thì chốt thêm. Mang nhà cực thoải mái luôn. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị cam 115. Cam 115 nha mấy chị, 2-5-7 kg ha, chốt mã cam 115 nè. Cam 115. Bộ thể thao có bo và hay có túi nha mấy chị nha. Thể thao này em có màu cam với màu trắng, màu cam với màu trắng giùm em luôn. 115 nha. Cho chị cột cái chân em đi. Đen 70 cho chị Đỗ Hoa. Đẹp 70 cho chị Candy Trương. Cái gì đó chị? Nốt nu không gì đây chị? Ngọc Mai nu gì đây? Hết nu rồi chị ơi. Sao cái màu vàng mà trắng da này mấy chị không lấy hả? Cái màu vàng này mặc lên hơi bị trắng da luôn mấy chị. Tích tư đồ mang nè. Trời ơi cái màu vàng này đẹp nhất nách luôn mà sao không lấy. 70 ngàn nó mắc lồng lộn luôn. Rồi vàng 70 nha, em cho mấy chị coi xem màu vàng nó đẹp lắm. Màu vàng này là cực trắng da luôn á. Vàng 70 chốt chế nào lấy thêm thì chốt thêm vàng 70 nha. Lỡ rồi cho mấy chị thêm coi lên bộ hồng nè. Xô cái bộ nào cho mấy chị lấy, còn em dơ màu lên mấy chị không thích hợp. Cái xô ra coi mới thích đúng không? Đó màu hồng nha chị, mà cái này là màu hồng Barbie đẹp lắm. Ai lấy hồng giùm em luôn, hồng 70 nha. Bộ này em nói thiệt với mấy chị mang đúng sướng. Dễ thương mà đẹp nữa. Rồi hồng, rêu, vàng, kem 70 nha. Rồi mã này em như còn 3 bộ thôi nè mấy chị nè. Nu 70 Nguyễn Ngọc Mai đâu có đâu phải không? Hết nu rồi đâu còn nu đâu chị ơi. Rồi bộ này cho em luôn là hồng 100 nha mấy chị ha. Lụa cánh dơi nè. Cái này 135 vậy em xem mấy chị luôn 100. Rồi hồng cho em luôn 100 nha mấy chị, với 57 kg ha. Hồng 100 với 57 kg ha. Lấy hồng chút hồng nè. Lụa cánh dơi mấy chị mát rượi luôn á. Rồi hồng 100 với 57 kg. Mặt ở nhà hơi bị siêu sang mà dễ thương nữa. Hồng 100 với 57 kg. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi. Nu 100. Còn mỗi 3 bộ thôi. Sale luôn cho nó hết mẫu này. Rồi ai lấy nu 100, chút nu 100 cho em. Áo là áo cánh dơi cho mấy chị ha. Quần là quần đùa dài. Hồng 100, nu 100. Rồi hồng 100, nu 100. Chị nào lấy chốt nha. Hồng 100, nu 100. Rồi lên cho chị luôn một ri thái. Ngó thái cho em luôn mấy chị mẫu mới nha. Bao xinh tươi. Trời ơi đẹp quá. Cái quần dài luôn nha mấy bà nội ơi. Quần dài luôn á, ngắt ngay con gà tây mẫu này luôn á mấy chị, nhanh lên. Mẫu này cho em luôn mấy chị 99 ngàn, đẹp quá. Vàng hồng 70 cho chị Lan Nguyễn nè. Vàng hồng 70 cho Lan Nguyễn. Nô 100 cho Kiều Hương. Cái bộ lụa đó đúng thiệt luôn á. Rồi ơi mấy chị ơi, chốt liền cho em Nhi luôn mã này nha. Đẹp quá. Ngố dài nha mấy chị ha. Quần này. Trời ơi mấy chị nhìn quần này. Mê luôn, co giãn nè. Trời ơi đã quá chị ơi. Bộ này chốt cho em luôn trắng 99 ngàn. Mã gố dài nha mà thun thái đẹp lắm. Nè mấy chị nhìn có phôm nè. Đẹp chưa. Áo thì vô mang dấu quần nha mấy chị ha. Và một mã quần dài. Cái quần co giãn thoải mái đẹp quá trời luôn á. Rồi lên cho em luôn trắng 99 ngàn. Dưới 57 kg nha mọi người nha. Bộ này bầu bí hay gì là bông trang được á. Làm 3-4 tháng bông trang được. Rồi ai lấy màu đen chút giùm em luôn mã đen 99. Kiều Hương lên số đi chị. Nghe sao. Rồi đen cho em luôn 99 nha, đẹp tuyệt vời. Cái quần mấy chị mang không sướng không lấy tiền luôn á mấy chị nè. Trời ơi má ơi luôn. Đẹp quá. Rồi đen cho em luôn 99 nha, lấy đen chút đen. Đen trắng ha. Đen trắng cho em luôn 99 ngàn, mã này đúng VIP luôn. Đen trắng 99 ngàn. Mã ngố dài nha mọi người ơi. Đen trắng 99.
bầu bí dưỡng da dưỡng kem gì cũng ok hết. Mã này là mã VIP luôn á mấy chị, đang rất chi là thịnh mịn mẫu này luôn. 899 cho hoa kim. Cái quần nó co giãn xuống cực kỳ luôn nha, áo ráo không rộng nha mọi người ha, đúng chuẩn form luôn á. Rồi trắng đen cho em Nhi luôn 99 ngàn. Trắng đen cho em Nhi luôn 99 ngàn. Ôi cái này đẹp dã man. Rồi bộ rêu này em còn luôn mấy chị, 70 nè. Ai lấy rêu 70 thuốc rêu 70 giùm em nha. Màu tối này dễ mang nè. Rồi rêu cho em luôn 70. Chị nào lấy rêu thuốc rêu, rêu 70 nha mấy chị, với 57kg nha. Còn bộ rêu nè, rêu 70 với 57kg hả. Cái màu này màu gì ta, cái màu này em không biết màu gì luôn á. Hồng 100 cho Huyền Trang. Rồi đen cho em luôn màu gì ta, màu lạ đi. Rồi lấy màu lạ chút giùm em luôn, là màu lạ 70. Rồi lạ cho em luôn 70 nha, lạ 70. Trời ơi nguyên bộ dài luôn mấy chị, xếp ống suông rê 70 luôn cho Ánh Nguyệt Quang. Rồi này màu lạ nha, không biết màu gì á, hơi rêu rêu hơi xám xám. Rồi lạ giùm em luôn 70, lạ 70 với 57kg ha. Chút lạ 70. Rồi bộ một kem em Nhi còn bộ này, kem 70 nè. Ai lấy kem 70 chút kem 70 giùm em nha, kem 70. Rồi chế nào lấy bộ kem này chút giùm em luôn, một kem 70. Kem 70. Kem 70 với 57kg nha, chút giùm em mà kem 70. Trời ơi cái bộ này nó đẹp vậy mà không lấy hả ta? Buồn dở. Bộ này đúng đẹp vậy luôn mà không chốt được luôn á hờ. Rồi áo thông mang có chị nào lấy nữa không? Áo thông mang còn xanh có lông nè, chị nào lấy thì chốt nha. Rồi qua, qua một em khác nè. Rồi của lọ này mà phôn bình thường nữa mấy chị ơi, đẹp quá. Ôi giảng đẹp giả mang chưa. Rồi chốt giùm em luôn là bò 50 với 55kg nha. Bò cho em luôn 50 với 55kg nha, để bò chút bò mấy chị. Đẹp chưa? Bò 50 với 55kg nha mọi người. Rồi màu hồng cho em luôn 50 nè, màu đen nè, và màu trắng cho em luôn mấy chị. Cổ cao, cổ cao siêu hot hết luôn. Rồi lấy hồng chút giùm em luôn là hồng 50, hồng 50 coi giãn đẹp lắm nha mọi người ha. Cổ nè. Rồi hồng cho em luôn 50 với 55kg ha, chút hồng 50. Rồi hồng 50. Đỏ gì chị ơi, đỏ mã nào? Cái bộ 70 á. Cái đỏ 70 rồi. Rồi lấy áo của lọ này chú giùm em nha, 50 ngàn nha. Áo của lọ này cho em luôn 50. Đủ màu. Màu trắng, màu đen, màu bò với màu hồng. Trắng đen bò hồng cho em luôn 50, áo của lọ. Trắng đen bò hồng cho em luôn 50. Chế nào lấy thì chốt giùm em luôn. Trắng đen bò hồng 50. Đây. Cái gì này ta? Đây là gì? Đùi sơ mi. Chắc chi là sơ mi. Đúng vậy. Dục đâu khoác vô đây luôn. Dẹp đường, dẹp đường luôn. Rồi lên mã khoác này cho em luôn mọi người ơi. Rồi lên luôn khoác này cho em luôn. Rồi bò luôn cho chị Thúy Bùi Văn. Chắc chị là rộng rồi. Bây giờ hai người bưng cái đào tre đi, tôi bưng cái đào dưới mình tôi cho. Ok luôn. Rồi hồng bò 50 luôn cho chị Thúy Bùi Văn. Có thu ôm phong bình thường không mà có luôn. Giờ đã hết đủ hết ta bây giờ. Rồi cái này là màu xanh, xanh sóng mưa, xanh 65 nè. Rồi xanh 65 nha mấy chị ha, với lại màu cam cho em luôn 65 nha. Cái này là bô rít phong bình thường chắc đúng đẹp luôn. Xanh 65 mấy chị với lại màu cam 65 cho em Nhi nha. Rồi lên luôn mã khoác này cho em nè.
Trời ơi, khoác này hàng xịn mấy chị ơi, đúng đã luôn á. Rồi lên cho em luôn, vàng cho em luôn 95.000. Vàng cho em luôn 95.000 với 57kg, đúng nè. Mã này điêu đứng luôn, xanh cam số 5 mấy chị Nguyễn Nguyễn. Cái này bô rip mà mấy chị nhìn cái áo mấy chị không mê thì thua rồi luôn á. Chắc đúng nè. Còn 10 thùng nữa kìa. Rồi xanh cam 65 luôn. Nguyên xuống ghi đi để cho hai người nó bưng. Xanh cam 65 cho Nguyễn Nguyễn. Còn hai màu đó thôi em. Trời ơi, khoác đang mang mê xỉu luôn á. Rồi đang cho em luôn khoác vàng. Cái này là phôn bình thường á chị. Bình thường này kéo xuống giùm em, mà thích ngắn thì thun lên ha. Rồi vàng cho em luôn 95. Ông khoác này có ít lắm nha, chị nào lấy chút liền mẫu mới. Vàng cho em luôn 95.000 với 57kg nha. Cam 65 luôn cho Trần Như Quỳnh. Trời ơi, cái chất này em nói mấy chị là mê. Cam 65 luôn chị Nguyễn Hồng An Nhiên ghé. Thiệt. Chất này là chất bôi đi phái lộ một hàng VIP luôn mấy chị. 65.000. Ở ngoài là 10 thùng. Rồi cái này chốt giùm em luôn là xám. Rồi xám cho em luôn mấy chị 95.000 khoác đang mang. Xám 95, vàng 95 nha mọi người nha. Mẫu đúng thiệt luôn, chắc mắt rồi à. Rồi tiếp giùm em luôn mã đen 95. Trời ơi, màu đen. Đen ngắt ngay quần à tay luôn mấy chị, chắc đã mà đẹp lắm. Rồi đen cho em luôn 95, mấy lấy đen chút đen. Màu đen, màu xám nha mấy chị, với lại màu vàng đang mang nha. Rẻ đẹp quá trời luôn á, 95.000 mà chắc đẹp lắm mọi người. Ghế luôn. Áo này em Nhi còn hai cái nha, chốt giùm em luôn xanh 65 nè. Và cam cho em luôn 65 luôn là hết nha mọi người ơi, còn đúng hai cái. Rồi chị nào đấy có đang mang thì mấy chị nhanh tay chốt cho bà Nhi nha. Có đang mang đi mọi người ơi, mọi người ơi. Có đang mang cho em luôn 95.000 màu vàng. Màu vàng, màu xám với lại màu đen cho em Nhi nha, 95. Đẹp lắm. Áo khoác 90 màu xanh rêu chắc còn á chị. Chắc còn á. Có lấy thì em bỏ thêm đơn vô. Rồi khoác vàng 95 luôn cho chị Kim Hoa, hoa kim nè. Có đàn băng mang 95. Trời ơi khoác đẹp lắm mọi người ơi. Nghĩ sao, nghĩ sao. Không đẹp có lấy tiền. Đen 95 cho chị Lệ Quân, thật sự một câu là quá đỉnh cao khoác này luôn. Đen 95 cho chị Hương Hương Đô. Vải đẹp lắm luôn á mấy chị, mà cổ cao nữa nè. Nhìn cái cổ là mấy chị có mê không? Mấy chị em đã mê đúng cái cổ này. Nè, kéo ra ôm sát cổ luôn mấy chị. Đi đâu em nói với mấy chị nha, nó siêu má. Nè, nhìn cái cổ thấy nó mê chưa? Trời ơi, nó đẹp mê lì luôn á. Có đen khoác xám luôn cho chị Đoạn Anna 95 nè. Đúng đẹp cái cổ luôn. Rồi xám đen 95 nè. Đẹp, rất là đẹp luôn mấy chị. À đến màu xám mà dây kéo xịn nữa nha mọi người. Dây kéo này nhẹ bơn bơn luôn. Rồi ai lấy màu xám chút giùm em luôn, xám 95 nè. Màu đen cho em luôn 95, áo khoác này đúng đẹp, có 3 màu thôi chị. Rồi xám 95 cho Ánh Hồng Ré nè. Áo khoác này em có 3 màu thôi. Đẹp lắm mọi người, thật sự một câu là quá đẹp luôn á. Form nè, nhìn nó dễ thương lắm mấy chị. Màu màu xám, màu vàng và màu đen nha mấy chị nha. Đen 95 luôn chị Tuấn Anh Nguyễn nè. Có chia chị một ri nữa đi. Đó, ai thích màu tối thì chút màu đen với màu xám. Mà ai thích màu vàng á, trắng da gì đó, nổi thì lấy màu vàng. Đẹp mê lì. Trời ơi, đẹp lắm luôn á mấy chị ơi, thật sự luôn á. Không nói điêu mắt lọc. Không đẹp không lấy tiền, trời ơi, nhìn cái cổ nè. Cái chồng của nó đây. Cái này là có chữ mà. Mà khùng quá còn ri nữa đâu. Nhìn kỹ người đó đi, có hai cục lận. Có đem đó cái cua thì ừ, đem đem ừ thôi. Rồi tiếp nè, áo khoác này còn ít lắm. Đen gì Tú Anh Nguyễn. Cái này là con hơi biết cua với ông con cháu. Màu vàng luôn nha chị Ngọc Ti Trần Thị nè, có đơn gì ta? Vàng 95 cho Thiên Thi nè, lên số đi chị Thiên Thi ơi. Ngọc Ti Trần Thị lên số giùm em luôn. Rồi lấy khoác đang mang nữa chốt nha mọi người ha, đúng đẹp. 95.000 à. Đẹp giả mang. Rồi thế thêm một xích xanh lá 95 về cho Nguyễn Thảo nha. Nguyễn Thảo bỏ vô cái bịch đen nè. Đen khoác đen 95 mà chị Kim Anh Nguyễn nè.
Rồi lấy khoác vàng chú giùm em luôn, khoác vàng 95. Khoác xám cho em luôn 95, 3 màu thôi. Màu đen điện thoại. Ai lấy màu đen thì chú giùm em luôn màu đen nha, 95 ngàn nha. Màu đen, màu xám với màu vàng đang mang 95. Bỏ vô bịch đen này mà lộ. Rồi em mở 59 nước lên Bình Thuận nha mọi người nha. Rồi ai lấy vàng chút vàng cho em luôn 95, vàng còn hai cái đẹp như hết luôn. Vải đẹp lắm mấy chị, thật sự là một... Em anh Nguyễn với lại chị Ngọc Ti Trần Thị lên số đi chị. Một câu là nó quá đẹp luôn. Trời ơi, cái màu đen nè, mê luôn á. 85 cho Khánh Phạm. Rồi ai lấy màu đen chú giùm em luôn, màu đen 95. Đen cho em luôn 95 cho mọi người nha. Ai lấy đen chút đen nè. Vải đẹp lắm mấy chị, thật sự đẹp. Một câu thật sự đẹp luôn. Rồi đen xám vàng cho em luôn 95 nha. Ai lấy chút thêm giùm em luôn nha mọi người nhé. Rồi em đi qua mẫu nha. Kim Anh Miễn với lại Ngọc Ti Trần Thị đến số đi chị. Rồi lên một mã siêu hot này nữa nè mọi người ơi. Cái gì không lầm là ngố sơ mi hay là cái gì đây nè. Rồi mã ngố sơ mi này cho em luôn mọi người ơi, nhanh tay nha. Một áo sơ mi hình như con gấu theo cho em luôn mấy chị, với lại một cái quần. Rồi mã này cho em luôn mấy chị, cái này phi ăn sale mấy chị luôn 92.000 một mã một bộ nha. Rồi ngố trắng cho em luôn 92.000 mấy chị chốt liền nè. Ngố trắng cho em luôn 92.000 dưới 60kg ha, chốt mã ngố trắng 92. Ngố trắng mấy chị ơi, ngố trắng ngố vàng. Màu vàng nè, 92 nè. Màu xám nè, màu vàng, màu cam nè. Rồi có mấy màu này nè. Rồi ai lấy cái mã sơ mi này chút liền nha mọi người ơi, 92.000 một bộ cho em Nhi luôn. Ôi vải là nó đẹp mấy chị ơi, vải xuất sắc luôn. Rồi lấy cam chút giùm em luôn, cam 92. Ngố sơ mi thì bán hoài rồi đúng không, rất là đẹp. Rồi cam cho em luôn 92 với 60kg nha. Vải dày dặn mà đẹp lắm. Cam cho em luôn 92.000 với 60kg nè. Cam 92 luôn chị Khánh Phạm nè, rẻ đẹp quá trời luôn mấy chị hàng xịn, cứ chip logo theo. Rồi xám này cho em luôn 92, chốt mã xám 92 nè. Xám cho em luôn 92.000 với 60kg ha, chốt xám 92. Một áo sơ mi logo theo và một cái quần ôm. Tuyệt vời luôn. Mã này đúng đẹp. Rồi tiếp cho em luôn là vàng 92. Vàng cho em luôn 92.000, chị nào lấy vàng chút vàng 92. Bữa nay sao tự nhiên sơ mi là bị ế vậy ta, kỳ vậy. Một khi không có đủ bán luôn á. Sao bữa nay là mấy chị che là sao? Cái này bị che luôn, khổ luôn. Rồi tiếp nha mấy chị ha, qua mẫu nha. Đen 95 luôn cho chị Lâm Điệp. Lắp rồi. Bóc mấy cái đồ lên cho chị đi. Ngố cam luôn cho Tứ Huỳnh. Ở ngoài kia coi còn cái bộ này ngố cam, rút bột bộ ngố cam dùng chưa. Bỏ đồ lên trước để chị bán đó em. Trời ơi không biết tính gì hết, ngồi đây chờ. Bỏ cái đi bộ ngủ đó lên đây đi.
Rồi cái này chú giùm em luôn á chị Thái nè. Rồi Thái này cho em luôn á chị ha, mã Thái sắp sắc. Có một Thái nữa. Rồi Thái này em đi sale cho mấy chị luôn 60. Thái cho em luôn 60 nha mấy chị ha, dưới 60kg nha mọi người nha. Rồi Thái cho em luôn 60 dưới 60kg nha mấy chị. Đây quần thể thao hai bên nè. Thái cho em luôn 60 dưới 60kg nè. Thái 60 chứ 60kg nha mấy chị ha. Còn 3-4 bộ chốt Thái 60. Rồi bộ ngủ thun lạnh em còn vài bộ này mang ngủ sướng lắm. Rồi ngủ thun lạnh em còn vài bộ nha, C40 nè. Rồi hồng cho em luôn 40 chứ 57kg nha. Rồi hồng cho em luôn 40 nha mấy chị ơi, dưới 57kg 60kg mấy chị mang. Rồi mở hồng cho em luôn 40. Hồng 40 với 60kg nè. Màu này màu gì ta? Tím hả? Tím hồng hồng. Rồi lấy tím chút tím cho em luôn mấy chị. Rồi tím 40 giùm em luôn dưới 60kg. Thun lạnh mặt nhà cực mát. Tím 40. Tím 40 nha mấy chị ha. Mã tím 40. Rồi tiếp cho em Nhi luôn một cái mã ngọc 40 nè. Ngọc cho em luôn 40 nha mấy chị ha, dưới 60kg ha. Ngọc 40 với 60kg ha, lấy ngọc chút ngọc. Cái này thun lạnh mặt nhà mấy chị cực mát luôn á. Rồi ngọc màu tím với lại màu màu tím phù ngọc với lại màu hồng nha, 40 nha. Chốt. Chốt mà chị chốt đồ gửi hả? Cô thấy cho đi. Luôn á. Rồi hồng này cho em luôn 60. Hồng cho em luôn 60 với 60kg nha mấy chị. Chút mã hồng 60. Cái này đùi Thái cho em Nhi nha. Rồi hồng cho em luôn 60. Hồng 60 nha mấy chị, dưới 60kg ha. Chút mã hồng 60 nè. Hồng bao nhiêu tiền đây chị? Hoa Hoa Kim ơi, lên cho em luôn cái giá tiền. Rồi lẫn này cho em luôn 40 mấy chị với 55kg nè. Rồi lẫn cho em luôn 40 với 55kg ha, lấy lẫn chút lẫn nha. Rồi lẫn cho mấy chị lẫn 40 với 55kg. Lẫn 40. Rồi mã ngố hồng này cho em luôn mấy chị 70. Ngố hồng này cho em luôn 70 với 55kg nha mọi người. Rồi ngố hồng giùm em luôn 70 dưới 55kg, chút mã ngố hồng 70. Ngố hồng 70. À lấy ngố hồng, ngọc 40 đúng không? Ngọc 40 cho chị Hoa Kim. Hồng 40 cho chị Hoa Kim luôn. Rồi à lấy ngố hồng 70, chút ngố hồng 70 cho em đi nha. Ngố hồng 70 dưới 55kg. Rồi cái này chú giùm em luôn ngố xám 70. Rồi ngố xám cho em luôn 70 với 55kg mấy chị, chút mã ngố xám. Ngố xám 70 với 55kg ha, chút mã ngố xám 70. Rồi cái này chú giùm em luôn là ngố đen 70. Rồi ngố đen cho em luôn 70 với 55kg ha, chút mã ngố đen 70. Ngố đen 70 với 55kg nha mọi người ha. Ngố phải đẹp lắm. Xuất phát luôn á nha. Cột vô luôn. Mấy chị cột bớt vô đi. Chồng áo này cột vô luôn đi. Nhìn lên mà hỏi ông trời. Giờ tôi biết. Ngố đen 70 cho chị Chi Nguyễn. Rồi áo trắng này em đang mang luôn mấy chị, mã trắng 55. Trắng đang mang cho em luôn 55 chứ mã trắng 55 nha. Rồi nỉ đỏ này cho em luôn 95.000 nè. Rồi đỏ này cho em luôn 95.000. Ngố đen em hết rồi. Rồi đỏ này cho em luôn 95.000 với 60kg ha, chốt mã đỏ 95 nè. Đỏ nỉ nha mấy chị ha, đỏ nỉ.
đỏ cho em luôn 95.000 với 60kg ha chú, mã đỏ 95. Rồi hồng lại cho em luôn 95.000, hai lấy hồng chốt hồng nè. Rồi hồng cho em luôn 95.000 ha, dưới 60kg nha. Nỉ siêu dày dặn luôn. Hồng 95.000 với 60kg, mã hồng 95. Màu trắng màu vàng, màu tím. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi, trắng 95. Có mấy cái đồ lên cho chị đi. Rồi trắng cho em luôn 95.000 với 60kg nha, siêu dày dặn luôn. Ai lấy trắng chốt trắng 95. Lên lại nó lên nè. Rồi trắng 95. Rồi quần này em sale cho mấy chị luôn 35.000 nha. Quần nhúng bô zip cho em luôn 35 mấy chị, quần xanh 35 nè. Rồi quần hồng cho em luôn 35, chị nào lấy chốt nha. Cái này siêu đế cao luôn nha mọi người nha. Quần hồng cho em luôn 35 và quần xanh cho em luôn 35. Quần hồng 35 và quần xanh 35. Đó nam mặc được nha chị Thanh ơi. Có nhiều màu lắm, xuống đây lựa. Rồi cái này chú giùm em luôn là vịt 65.000. Rồi vịt cho em luôn 65.000 nha mọi người ha, dưới 60kg ha, cái này là lụa Latin có túi. Vịt cho em luôn 65.000 với 60kg chú, mở vịt 65. Vịt 65.000 với 60kg chú, mở vịt 65. Rồi xích nu này cho em luôn 101 siêu đẹp nè. Xích nu này cho em luôn 101 nha mấy chị ha, một chân váy ha và một áo vest nè. Chân váy nó có quần trong. Rồi xích nu này cho em luôn 101 với 55kg nha. Xích nu 101 với 55kg xong lên cho em luôn mã xích nu nè. Áo trắng bên mang vừa á. Rồi mã xám này cho em luôn set xám. Set xám này còn set xả luôn 59.000. Xám này cho em luôn 59.000 với 55kg với chị ha, chân váy có quần trong. Xám 59.000 với 55kg còn set trắng. Xám 59.000 với 55kg còn set trắng. Chốt mã xám 59. Rồi xích trắng này cho em luôn mấy chị ơi, đẹp chưa? Rồi lên cho em luôn là mã xích trắng. Áo đang mang 55 và chân váy 75.000 nha. Rồi xích trắng này giùm em luôn cái quần dở váy nó mấy chị hơi bị cân luôn nè. Xích trắng cho em luôn 90. Xích trắng 90 với 55kg nha, mã xích trắng 90. Nãy giờ chị lấy áo quá trời luôn, em đi đâu sao mày lại gọi cho em là hỏi là có áo không. Chốt vậy thì làm sao mà đủ đơn mà đi. Rồi nỉ trắng giùm em luôn mấy chị 95.000. Nỉ trắng cho em luôn 95.000 nha mấy chị ha, dưới 60kg ha. Chốt mã nỉ trắng 95. Nỉ trắng 95. Rồi màu xanh này nam mang được nè. Xếp trắng chứ mua cho Kiều Thúy lên số giùm em. Trắng 95 luôn cho chị Thanh. Rồi xanh này cho em luôn ha. Rồi xanh này mang được nè. Rồi xanh này cho em luôn 95 mấy chị dưới 60kg nha. Ai lấy xanh chút xanh giùm em luôn 95 nè. Kiều Thúy lên số giùm em luôn chị. Xanh 95.000 dưới 60kg chút mã xanh 95. Rồi mã xanh 95. Rồi mã gu xì này cho em luôn mấy chị 90. Gu xì 90 nha. Xanh 95 hình ánh phượng ghé. Rồi gu xì này cho em luôn mấy chị ơi, 90.000 dưới 60kg nha, lụa cánh dơi. Rồi chốt cho em luôn là Gu xì 90. Gu xì 90 nha mấy chị, dưới 60kg nha. Rồi một mã sơ mi này cho em luôn. Trời sơ mi này không đủ bán à. Mà nó cứ đậu một cái là đi ra. Rồi sơ mi này cho em luôn 95.000 dưới 60kg nha. Sơ mi 95.000 dưới 60kg mấy chị, chốt mã sơ mi 95.
sơ mi 95.000 dưới 60kg ha. Rồi chốt cho em luôn là mã sơ mi 95. Rồi ngố xám này cho em luôn 70. Ngố xám cho em luôn 70 nha mấy chị, với 55kg ha. Chốt mã ngố xám 70. Ngố xám 70 với 55kg nè. Sơ mi cho Nguyễn Nghĩa lên số đi chị ơi. Rồi set 8 một nón bảo hiểm màu trắng. Chị trắng là nón bảo hiểm mà nón sơn hay là hay là nón lửa chai. Set 8 59 nha chị Bích Nguyễn. Rồi cái này chốt giùm em luôn là set 60. Một áo cổ vuông và một cái quần đáy siêu cao co giãn nha. Rồi set 60 dưới 55kg. Nguyễn Yến lên số luôn đi chị. Set 60 dưới 55kg chốt giùm em luôn mã set 60. Rồi set 60. Cổ vuông quần đáy cao nha mọi người ha. Rồi đen này cho em luôn 47. Đen 45.000 chứ dưới 57kg nha. Đen 45.000 với 57kg chốt mã đen 45. Đen 45.000 với 57kg chốt mã đen 45. Sơ mi 95 mình nhôm hết rồi. Rồi cái này chốt giùm em luôn mọi người ơi, một cái này. Rồi set xanh cho em luôn 80 với 57kg nha. Đen 45 thiên bình quen. Set xanh 80 với 57kg. Rồi set xanh cho em luôn 80 với 57kg ha. Rồi mã caro này cho em luôn mấy chị, caro Burberry 70 nè. Rồi caro cho em luôn 70. Một cánh dơ nha và một cái quần đùi. Rồi caro cho em luôn 70. Caro 70 nha mấy chị, dưới 55kg nha. Caro 70 với 55kg, lấy caro chốt caro 70. Còn gì chị, còn cái gì đó chị đọc cái gì đó. Rồi tiếp giùm em luôn ngố trắng 70. Rồi ngố trắng giùm em luôn 70 với 55kg ha, chốt mã ngố trắng. Đẹp quá ha, gu xì chuột này đúng đẹp luôn á. Rồi ngố trắng cho em luôn 70 với 55kg. Nón nội là nón bảo hiểm hay nón gì chị? Rồi đây cho em luôn là ngố trắng 70. Ngố trắng cho em luôn 70. Rồi một mã thể thao này cho em luôn 50 nè. Rồi thể thao này cho em luôn 50 với 57kg nha. Thể thao 50 với 57kg mấy chị, có bo có túi. Rồi thể thao cho em luôn 50. Thể thao 50 với 57kg nha. Chúc mã thể thao 50. Rồi cái này chốt cho em luôn mấy chị, mã thể thao 50 cho chị Lệ Quân. Một quần 3366 chị Yên Bình. Hố trắng mấy mưa dánh Nguyệt khách quen. Ngoài kia ra đi, ra nhìn cái con chuột đó. Ở trong cái góc gần cái áo nỉ á. Còn hố trắng đen nó ở đây luôn. Rồi tiếp cho em nghe luôn một mã này mọi người ơi. Thể thao hết rồi. Rồi lẫn lụa hoa này cho em luôn 70 nha. Lẫn này cho em luôn 70 với 55kg nha mấy chị nha, có túi nha. Lẫn cho em luôn 70 với 55kg có túi nè, chút lẫn 70 nè. Lẫn 70. Ngố trắng luôn 70 luôn cho bé Bi. Chị mới nhận được 5 bộ rồi đẹp lắm, cảm ơn chị Trần Khánh Nga nha. Caro 70 cho Thu Thảo. Thể thao như hết rồi. Rồi lẫn lụa cho em luôn 70 ha, dưới 55kg nha. Lẫn 70 với 55kg hay nó lẫn chút lẫn nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn xám 70. Rồi xám cho em luôn 70 với 55kg nha mọi người ơi. Xám 70 với 55kg hay lấy xám chút xám nha. Xám 70 với 55kg hay lấy xám chút xám giùm em nè. Ngố này mang đẹp lắm. Xám 70. Xám 70 với 55kg mấy chị.
Rồi đen cho em luôn là đen 70. Rồi đen cho em luôn 70 với 55 kg ha. Ai lấy đen chút đen giùm em nè. Đen 70 với 55 kg, ai lấy đen chút đen. Đen 70 giày là gì ta? Đen 70 giây hả chị? À đen 70 giây á, có còn không? Đen 70 bộ dây còn nhanh cho chị Lệ Quân. Dục Hoàng qua đây cho chị Nhi like luôn, cho chị like luôn. Đen 70 luôn cho chị Kiều Hương. Nghe chưa? Mấy cái đóng nó qua đây. Rồi trắng đang mang đi người 55.000, chị nào đi trắng chút trắng 55 giùm em nha mọi người nhé. Rồi trắng đang mang trên người cho em luôn là 55.000, ai đi trắng chút trắng cho em. Rồi sơ mi còn cái nè, chị Bích Nguyên gì nè. Bích Nguyên, Bích Nguyễn gì đó. Rồi tiếp giùm em luôn, cam 45.000 dưới 60kg nha. Bích Nguyễn hay số đi chị. Có đơn rồi. Cam 45.000 dưới 60kg ha, chút mở cam 45 nè, phôm rộng. Cam 45.000 dưới 60kg mấy chị. Cam 45.000 dưới 60kg ha, chút mở cam 45. Rồi quần lúc dây CM dùm em luôn mấy chị ơi, 69 nha. Quần lúc dây CM cho em luôn 69 nha. Quần lúc dây CM nha mấy chị ha, riêng đế cao nha, 69. Quần cam 45 cho Hồng Trâm, để có đơn ghé vậy nè. Rồi tiếp cho em Nhi luôn, một cái hồng 55.000 thun giấy tay dài đẹp lắm. Hồng 55.000 với 55kg nha. Hồng 55.000 với 55kg mấy chị, giấy đúng đẹp luôn. Hồng 55.000. Rồi tiếp cho em Nhi luôn một cái mã đồng mấy chị ơi, cái này là đồng Latin mặt ngủ mặt nhà nha. Rồi đồng cho em luôn 50 mấy chị. Rồi chị Nguyễn Yến hồng 55 có đơn nè. Rồi lên cho em Nhi luôn một cái đầm ngủ 50 nha. Đầm 50 cho em luôn dưới 60kg mấy chị. Đầm 50 cho em luôn dưới 60kg nha. Đầm 50. Đầm 50 dưới 60kg nè. Rồi trắng này cho em luôn 45.000 dưới 60kg mấy chị, phôm rộng ha, chắc đẹp. Trắng 45. Trắng giùm em luôn 45.000 dưới 60kg ha, mã trắng 45. Trắng 45 đi mọi người ơi. Cột cái cục này vô. Trắng 45. Rồi tiếp một mã sơ mi nè, 85.000 là phôm rộng chắc đẹp lắm. Rồi sơ mi này cho em luôn 85.000 dưới 60kg nha. Sơ mi cho em luôn 85.000 dưới 60kg này, chút mã sơ mi 85. Chân váy đang mang SML 75.000. Chân váy đang mang SML 75.000. Rồi cái hồng này cho em luôn 48.000 với 55kg nha. Hồng 48 với 55kg, anh lấy hồng chút hồng giùm em luôn. Hồng 48 với 55kg, anh lấy hồng chút hồng 48. Rồi khoác này cho em luôn mấy chị, khoác 69.000 với 55kg. Khoác 69 với 55kg, anh lấy khoác chút khoác giùm em nè. Khoác 69 với 55kg. Ở trong đó còn cái quần rin ống rộng không? Khoác 69 đến 55kg, chốt mã khoác 69. Rồi cái áo bò bệt vai này cho em nè. Rồi áo bò bệt vai giùm em áo kiểu nha mấy chị, 50. Bò cho em luôn 50 với 55kg nha. Trắng 45 gì xanh. Rồi chị nào lấy áo bò 50, chút bò 50. Chị Năm Huỳnh ơi, chị lấy cái mã trắng thỏ này được không? Cái này chú giùm em luôn là thỏ 45. Thỏ cho em luôn 45 nha, với 60kg nha. Khóa 69 cho Thiên Gia. Rồi thỏ cho em luôn 45, còn mã thỏ 45 nè. Thỏ 45.000 với 60kg, vậy đẹp đó mọi người. Rồi em đang xích nu này cho em luôn 90, xích nu vé hàng thiết kế nha.
Rồi set nu này cho em luôn 90 nha mấy chị, với 55 kg. Rồi set nu cho em luôn 90 với 55 kg nha. Chút mã set nu. Kiếm cái sợi dây nó bỏ vô cái bộ này nè. Dây nu ở đâu trong cái rổ á. Rồi lên cho em luôn set nu. Rồi sơ mi caro 95. Sơ mi 95 mấy chị dưới 60 nha. Sơ mi 95 dưới 60. Sơ mi 95 dưới 60. Khoác hết rồi chị ơi. Rồi lên cho em luôn mã hồng 45. Hồng 45 dưới 60 kg. Chốt mã hồng 45. Hồng 45 với 60 kg. Mã hồng 45 không rộng. Hồng 45 với 60. Áo khoác 190 màu reo size M cho chị Yên mình. Rồi cái này chốt giùm em luôn là đỏ 50. Đỏ cho em luôn 50 với 57 kg nha mọi người ha. Nguyên bộ dài ống suông. Đỏ 50 với 57 kg. Mã đỏ 50. Rồi đó, cho em luôn 50. Rồi lên quần đinh ống rộng cho em luôn mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn 6S 92 ngàn. 6S 92 ngàn. 6S cho em luôn 92 ngàn. Chị nào lấy chốt nha. 6S 92. 6S 92. 8S92 mấy chị ơi. 8S cho chị Nguyễn Yến. Chị bao nhiêu ký nha chị Nguyễn Yến ơi. Rồi lên cho em luôn là xanh M92. Xanh M cho em luôn 92. Chúc mã xanh M92 này hàng rinh đó mấy chị. Hàng rinh mà em sale đó. Rồi cái này chốt giùm em luôn là xanh M92. Ôi trời ơi, 54 kg mà chị không comment size S là sao chị? Chị phải comment size L cho em nha. Không phải thấy cái gì rồi cũng đặt đâu, Đồng An không có vừa đâu. 8m cho Hiệp Mai. 54 kg là chị phải mang L. Em đọc L là chị chốt L nha. Rồi này chốt giùm em luôn là bạc L nè. Bạc L. Bạc L cho em luôn mấy chị 80-92. Hồng 45 tâm phạm. Đó cái này là chị chốt giùm em là bạc L này. Chị mang L mới vừa. Bạc L 92. Bạc L 92 nha mấy chị nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn là 6L. 6L. Rồi 6L cho em luôn mấy chị 92. Ai lấy 6L chút giùm em luôn 6L 92 nè. 6L 92. Rinh đùi hết rồi nàng ơi. Bạc ít gì vậy chị? Bạc gì? Nãy giờ đâu có bạc L à. Bạc L. Bạc L đúng không? Phúc phúc. Cái đó. Rồi 6L cho Nguyễn Yến. Chị phúc phúc chị lấy bạc L đúng không? Rồi này chốt giùm em luôn là 6M. 6M cho em luôn 92. 8M 92. Ai lấy 6M chốt giùm em luôn 6M 92 nha. 8M 92. 52 kg là mang CL đi bà ơi. Rồi lên cho em luôn là 6M 92. Chị cục ngố nữa đi. Rồi lên cho em luôn là túi L. Túi L cho em nhắm mấy chị nha. Túi L. Em ai chốt đơn em gọi em nhắc luôn giùm chị đi em ơi. Chứ chị nhắc lên xíu cũng quên à. Ai chốt đơn cho em để em nói luôn. Bạc S hết rồi, dục cái của Phúc Phúc ra đây. Rồi cái này chốt giùm em luôn 2 túi L. 2 túi L cho em luôn 92.000. 2 túi L. Hãy là 2 túi L, chú 2 túi L giùm em.
lơ không vậy? Hai túi lơ luôn cho chị Vi Trần, 92.000. Rồi cái này chốt giùm em luôn là bạc M92. Ai lấy bạc M chốt giùm em luôn bạc M92 nha. Bạc M92. Bạc M, ai lấy bạc M chốt bạc M nè. Cái hai túi lờ đó hết rồi chị Kim Anh Nguyễn ơi. Bây giờ cũng hai túi phát được không? Rồi mã này chốt giùm em luôn là đẹp lờ nè. Đẹp lờ đi mấy chị, cũng hai cái túi phía trước luôn. Đẹp lờ 92. Hãy lấy đẹp lờ chút giùm em luôn, đẹp lờ 92 nha. Đẹp lờ 92. Không khuyết đâu chị, bây giờ cái này là hàng sale, đọc cái nào là có cái đó thôi chứ không có. Chứ không có đâu chị. Rồi xanh này cho em luôn 40 nè. Xanh thun lạnh này cho em luôn 40 với 57 kg ha, chút mã xanh 40. Xanh 40 với 57 kg nha. Xanh 40 với 57 kg, cái này chắc thun lạnh đó chị. Rồi cái mã trắng này cho em luôn, trắng 50. Trắng cho em luôn 50 với 55 kg nha mấy chị ha, chốt mã trắng 50 nè. Trắng 50 với 55 kg. Trắng 50 với 55 kg nè. Rồi nu này cho em luôn 60 với 55 kg nha mọi người ha, nu giấy. Nu 60 với 55 kg. Đẹp lời cho Kim Anh Nguyễn, đẹp một hai cái túi phía trước á. Rồi cái này chú dùng mơm em luôn mấy chị ơi, Kaki S 45. Đúng rồi. Kaki S cho em luôn 45.000. Kaki CS mấy chị hai túi nha, đáy cao nha. Kaki CS dùng em luôn 45. Kaki CS 45. Rồi tiểu thư này cho em luôn mọi người xinh đẹp ơi. Nuôi chị Thúy Linh, Thùy Linh nhìn 60 nè. Rồi tiểu thư này cho em luôn 100. Rồi tiểu thư này cho em luôn 100 nha mấy chị ha, tiểu thư. Tiểu thư này cho em luôn 100 mấy chị với 55 kg. Em coi chị đơn dung thị của chị bao nhiêu tiền. Chị lên lên số đi chị. Tiểu thư, à bỏ vô đây. Tiểu thư cho em luôn 100 với 57 kg nha. Rồi mã Thái này cho em luôn mấy chị. Rồi Thái này cho em luôn 55.000 với 57 kg nha. Thái 55.000 với 57 kg, chốt mã Thái 55. Thái 55.000 với 57 kg nè. Rồi thêm một em nu này cho em luôn các chị, mã nu. Rồi nu này cho em luôn 60 còn cái đó nè, nhưng mà họa tiết khác nha. Rồi nu này cho em luôn 60 với 55 kg mấy chị, chốt nu 60. Nu 60 với 55. Rồi tiếp cho em Nhi luôn là một cái mã set nè. Rồi set nu Barbido này cho em luôn 90. Set nu cho em luôn 90 với 57 kg nha, nu. Nu 90 với 57 kg nha, lấy nu chút nu nè. Nu 90 với 57 kg nha, ai lấy nu chút nu 90. Rồi vàng này cho em luôn 45. Vàng 45.000 dưới 60 kg ha, chốt mã vàng 45 nè. Vàng 45 phong rộng nha. Vàng 45 với 60 kg, chốt mã vàng 45. Rồi xanh này cho em luôn 55.000 mấy chị với 55 kg. Xanh giấy tay dài 55. Xanh 55 nha, dưới 55 kg chốt mã xanh 55. Rồi cái xám này cho em luôn 60. Rồi xám này cho em luôn 60 nha mấy chị ha, tay phòng nè. Rồi mã xám 60. Vàng 45 phút phút lên số đi chị ơi. Rồi lên cho em luôn là mã xám 60. Xám 60 về tay. Rồi bộ lụa bò này cho em luôn 70 nè.
Bò cho em luôn 70 mấy chị chứ 60kg ha. Xanh 55 luôn cho chị Kiều Hương. Rồi em lên chưa chứ mấy chị luôn là lụa bò này. Rồi bò cho em luôn 70 mấy chị với 57kg nha. Bò 70 với 57kg lấy bò chút bò. Rồi mã quần ngố này cho em luôn mấy, không phải quần rinh. Cái này lên cho em luôn mấy chị ha, đang ép. Ngố rinh đang ép nha mấy chị ha. Hồng 45 á, thử. Hồng 45 em như hết rồi. Rồi lên cho em luôn mấy chị. Ngố đang ép giùm em luôn 92.000 chất rinh nha. Ngố đang CS giùm em luôn 92. Ngố đang CS cho em luôn 92 nè. Rồi cái sọc này cho em luôn mấy chị, sọc 55.000. Sọc 55.000 cho em luôn với 55kg nha. Sọc 55.000 với 55kg này chốt cho em luôn sọc 55. Sọc 55. Rồi xếp 3 video này cho em luôn mấy chị ơi, xếp 3 video này cưng xỉu luôn. Ngố đen cho Phúc Phúc. Đơn chỉ 231. Đơn chị chung thì 231 nha chị. Rồi xếp 3 video này em xả cho mấy chị luôn 50. Xếp 3 video này em xả mấy chị luôn 50. Ai đã xếp 50 thì chốt nha mọi người ơi. Rồi xếp 50 cho em Nhi nha. Xếp 50 cho em luôn dưới 55kg. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi, lụa sọc. Rồi mã sọc này cho em luôn 70 với 55kg nha mọi người ha, lụa nha. Sọc cho em luôn 70 với 55kg. Sọc 70. Sọc 70 với 55kg này hốt cái nó mùa lại cột lại bớt. Rồi sọc cho em luôn 70. Rồi bò cho em luôn có chị 55. Bò 55.000 với 55kg ha, chốt mã bò 55 cho em nè. Bò 55.000 với 55kg, chốt mã bò 55. Rồi mã đen này cho em luôn 55 luôn mấy 60 chứ. Đen này cho em luôn 60 với 55kg nha. Đen 60 với 55kg hay lấy đen chút đen mọi người. Đen 60 với 55kg hay lấy đen chút đen giùm em nè. Quần lúc dây size M cho em luôn mấy chị. Rồi quần lúc dây size M cho em luôn nha 69.000. Quần lúc dây size M cho em luôn 69.000. Cái này hàng coi giảm lấy cao nha. Rút dây size M cho em luôn 69.000. Quần rút dây size M cho em luôn 69. Rồi khoác kem này cho em luôn 100. Rồi khoác kem này cho em luôn 100 nha mọi người ha, hàng cao phi nhung nha. Rồi khoác kem cho em luôn 100 nè. Dưới 57kg nha. Rồi cái này chú giùm em luôn mã khoác hồng, mà khoác đen 100. Rồi khoác đen cho em luôn 100, hàng kaki nhung nè. Rồi khoác kem cho em luôn 100. Bò 55. Bò 55 mà chị Hân Bảo quen. Khoác kem mà chị Yến Bùi 100. Khoác kem Yến Bùi 100. Trời ơi cái khoác kaki nhung này em sale có 100 thôi à. Dục đồ qua đây cho chị like đi. Cục nào mà lộn xộn bên kia mà dục qua đây. Rồi cái này chốt giùm em luôn là đen 100 nè. Chị nào nó đen chút đen nè, còn cái đen nè. Yến Bùi lên số đi chị. Rồi đen cho em luôn 100 còn cái nha. Ai lấy đen chút đen luôn mấy chị, đen 100. Rồi cái này chú giùm em luôn là kem 100 còn hai cái hết luôn. Đen 100 và kem 100, cái này hàng kaki nhung nha mọi người ơi. Kaki nhung đen 100. Đen đèn đen thôi vậy chị. Bỏ ra đây cho em luôn. Quái chè quá.
nghĩ mà nó wow quá con người. Phải lò gà là không có được đỡ hơn nó vài nó càng đỡ một chút. Rồi này chú giùm em luôn khoác 55.000. Khoác 55.000 với 55kg mấy chị, chú mở khoác 55 cho em nè. Khoác 55.000 còn cái sỏi luôn mấy chị ơi. Cái này mới hút cả cái đống mà gọi điện không nghe máy được nè. Chỉ có là vô cào mặt tím thôi chứ không chốt đơn được. Trời ơi em nghĩ mà em quả trong người quá đi. Bật hết cả người. Rồi xanh L này cho em luôn á chị, xanh L cho em luôn nha. Cái này quần riêng cao nha, xanh L cho em luôn 155. Nghĩ mà nó chán chẳng muốn nói luôn á. Khoảng 55 luôn cho chị Kiều, Huỳnh Kiều. Rồi lên cho em luôn là xanh L 155 nha mấy chị ha. Cái này quần riêng dài coi giãn đáy cao nha. Rồi xanh L cho em luôn 155. Ủa Xuân Nguyễn này sao ta? Gọi không nghe máy hả chị? Sao kỳ vậy ta? Bà này hay mua lắm mà sao vậy? Rồi sơ mi này cho em luôn mấy chị. Sơ mi 45.000 với 60kg nha. Sơ mi phông rộng cho em luôn đi mấy chị, 45.000 với 60kg nè. Chốt giùm em luôn là mã sơ mi 45. Sơ mi cho em luôn 45.000 dưới 60kg nha mọi người nha. Ủa Huỳnh Tuyết này sao chị? Rồi bính này cho em luôn mấy chị, xếp bính 60. Còn đồ Latin gu xì 100 không? Gu xì nào ta? Rồi cái này chú giùm em luôn mấy chị ơi, xếp bính 60 nha. Xếp bính này cho em luôn 60 với 55kg nè. Xếp bính cho em luôn 60. Xanh L 155 luôn cho chị, xanh đổ hoa. Rồi lên cho em luôn mã xích bính nè mấy chị. Xích bính giùm em luôn 60 nha. Chốt đơn được mà khi gọi chốt đơn thì chả bao giờ nghe máy. Tráng thiệt đó chứ. Rồi xanh Latin này cho em luôn 70 mọi người ơi. Xanh Latin mặt nhà nha. Rồi xanh cho em luôn 70 với 55kg nè. Chốt xanh 70 nè. Xanh 70 với 55kg mọi người. Xanh 70 với 55kg hả? Tất chi là quả chè luôn á. Xanh L 55kg là mang vừa đẹp luôn á chị Đỗ Hoa ơi. Rồi mã ngố sale này cho mấy chị luôn 60 nè. Rồi ngố này cho em luôn 60 với 55kg nha. Ngố 60 với 55kg. Lấy ngố chút ngố giùm em nè. Ngố 60. Xanh 70 chị Vi Trần ghé nè. Bính 60 cho Nguyễn Hạnh lên số đi chị ơi. Bính 60 Nguyễn Hạnh. Rồi lên cho em luôn là mã ngố 60 nhá. Rồi ngố cho em luôn 60 mã sale á. Rồi hồng này em xem mấy chị luôn 60 luôn nè. 45. Rồi hồng này cho em luôn 45.000 với 55kg nha. Mã hồng 45 lên số đi chị. Hồng 45 đi mấy chị ơi. Áo có cổ nè em xả luôn á. Hồng 45 cho em luôn. Rồi cái trắng cổ vuông này cho em luôn 40 luôn đi ạ. Trắng cổ vuông này cho em luôn 40 ha. Chốt mã trắng 40 cho em luôn. Trắng 40, 40. Trắng 40. Hồng 45 cho chị Phúc Phúc nè. Mấy chị đặt hàng giữ máy xíu chốt đơn giùm em nha mọi người. Rồi gạch này cho em luôn 45 tay dày lay bài của lay tròn ha. Rồi gạch cho em luôn 45.000 với 55kg. Trời ơi áo này xinh xỉu luôn. Gạch 45.000 với 55kg mấy chị chốt gạch 45. Còn phông rộng chị ơi, ra kia còn đi phông rộng đâu không? 45.000. Rồi cái này chốt giùm em luôn mọi người ơi. Sơ mi 40 chứ 60kg nha. Sơ mi em xem mấy chị luôn 40 á. Sơ mi 40 chứ 60kg cho em. Hồng 45 em hết rồi chị. Hồng 45 em đi hết rồi. Rồi thái này cho em luôn 60 nè. Rồi thái cho em luôn 60 nha chị, dưới 60kg nha. Rồi thái cho em luôn 60 với 60kg, chú thái 60. Riêng dài hả chị? Có luôn, riêng dài em có.
Rồi Thái cho em con 60 với 60 ký ha. Thái 60. Chỗ đó không có thì lại cái chỗ chồng này nè. Rồi bộ hồng này cho em luôn 45.000 còn bộ này. Rồi hồng này cho em luôn 45 nha. Chồng máu ở trong đó. Rồi hồng này cho em luôn 45.000 với chị với 55 ký ha, chốt mã hồng 45. Một áo và một quần ống suông. Rồi mã hồng cho em luôn 45. Hồng 45 cho Lệ Quân. Còn ngố 3366 đúng không? Đường ngố 3366 còn nha chị ơi, 55.000. Rồi bò này cho em luôn 45.000 với 55 ký nè. Còn cái không có mặt, rất mặt đó. Rồi vàng cho em luôn 45.000 với 55 ký nha, chốt mã vàng 45. Chị Nguyễn Hạnh có lấy không chị? Ngố đùi 55.000 chị có lấy không? Rồi vàng cho em luôn 45.000 với 55 ký ha. Rồi tiếp cho em nghe luôn một cái đỏ 45 nè. Rồi ai đấy đỏ 45, chút mã đỏ 45 giùm em luôn ha. Đỏ 45. Vàng cho em luôn 45, áo này mang lên coi giảng đẹp lắm nha. Rồi cái xanh cổ tim này cho em luôn mấy chị 45.000. Rồi xanh cho em luôn 45.000 với 57 ký nha. Xanh 45 với 57 ký ha, lấy xanh chút xanh giùm em nè. Cái này áo cổ tim hàng Zara nha mọi người. Xanh 45 với 57 ký. Xanh 45 với 57 ký ha, lấy xanh chút xanh. Bóc cái quần ngố 3366 qua đây cho chị biết coi. Dục luôn cái quần viên vàng qua đây luôn. Rồi cái này chốt cho em luôn là ngố đùi còn cái này chị 55 này. Ngố đùi còn cái 55.000 nha, 40-60kg nè. Ngố đùi còn cái 55.000. Mỗi đùa còn cái 55.000, 40-60kg hai bên có túi. Cái này lộn xộn không hay sai hay cột đi. Một cái em thấy bao nhiêu là em để thôi. Xanh 45 nha chị. Anh gì đây nè. Rồi cái này chốt cho em luôn mấy chị qua mặt này thôi. Trời ơi, riêng xanh hay túi nó đẹp chưa. Rồi chú giùm em luôn mã hai túi nha, SML cho em luôn 155. Hai túi cho em luôn mấy chị, SML 155 nha. Ai lấy hai túi chút giùm em luôn, hai túi đẹp quá trời. Rồi hai túi cho em luôn SML 155 nha mọi người ơi. Ai lấy mã hai túi chút mã hai túi nha. Rồi hai túi cho em luôn SML 155. Hai túi SML 155 dùm nhi nha. Rồi cái này chú dùm em luôn mã xước nhẹ mấy chị, SML 155. Mã xước nhẹ cho em luôn SML 155 nha. Ai lấy mã xước nhẹ chú dùm em luôn mã xước nhẹ nè. Rút nhẹ SML 155. Rồi ai lấy rút nhẹ chút, rút nhẹ giùm em mọi người nhá. Rút nhẹ.
Hồi nãy là chị đặt cái mã 2 túi, còn cái mã xuất nhẹ là chị chưa có đặt đâu. Rồi em nghỉ nha mấy chị nha. Ai có đơn chữ máy cho bên em gọi điện chốt đơn nha mấy chị. Rồi em nghỉ ha. Ai có đơn thì giữ máy giùm em nha.